kia. Đấy, lô mọi người. Chưa, mẹ chưa vào. Mẹ vô. Vào mà. Chưa, mọi người chưa. Mẹ còn kêu là lâu hơi sớm. Mọi người vô thì sẽ là con từ đầu mà. Không. Từ từ. Nó vẫn đang ra đi. Rồi, hello mọi người. Bắt đầu có người. Con để cho mẹ livestream nha. Con để cho mẹ giữ hình ảnh nha. Ok. Con chỉ nói đúng một câu là hello mọi người thôi. Còn lại cũng sẽ đi cho kênh. Hello các tình yêu. Tranh thủ bôi kem dưỡng da. Khiếp mới đây mà đã sáu mánh rồi. Bình thường. Bình thường thôi. Bình thường thôi. Tranh thủ bôi kem dưỡng da để chuẩn bị sẽ làm một lèo. Hôm nay chỉ live stream một tiếng thôi, chứ còn cái thời lượng live stream hôm qua không hiểu sao mà nó miên man, nó dài tận hơn 2 tiếng đồng hồ. Mà ngày hôm qua live stream ấy, đến tận xem nào, lúc đấy phải 2 tiếng mấy đồng hồ rồi mà vẫn có 1.700 người xem. Hôm qua phải nói là quả buổi live stream mọi người phải ngồi xem từ đầu đến cuối. Và Bi nghĩ rằng chắc cũng nhiều người hôm qua ngủ gật. Nhiều đồng chí hôm qua chắc phải ngủ gật chứ không thể nào ngồi live được, nghe live được đến tận hơn 2 tiếng đồng hồ. Hello. Hello các tình yêu, hôm qua khủng quá à. Hello các tình yêu, hello mọi người. Thấy mọi người, nhiều người cũng rảnh ấy. Mọi người cũng rảnh cuối tuần, mọi người không đi đâu chơi, mọi người ở nhà. Mà trong khi mình thì ở bên này cũng rảnh nốt. Mình cũng suốt ngày mình cũng chả đi đâu, mình ở nhà. Thành ra là cũng chỉ biết làm bạn với cả cái Facebook thôi. Có được mọi người quan tâm chia sẻ với mình thì cũng là một cái điều rất là may mắn. Với cả là Bi thấy rằng là Bi cái, như kiểu là cái những cái câu chuyện của mình ấy, nó như là một cái năng lượng, những cái bài học cho mọi người ấy. Mình truyền những cái năng lượng tích cực đến cho mọi người ấy, để cho mọi người có được một cái nhìn về cuộc sống lạc quan hơn. Bởi vì thực ra là bằng cách này hay cách khác thì chúng ta đều sẽ phải trải qua những cái đau khổ và kể cả những cái hạnh phúc trong cuộc đời của mình. Em vẫn chưa hiểu câu chuyện, bởi vì em có nghe câu chuyện đâu mà em đòi hiểu. Hôm nay mới nhìn thấy em ở đâu em lao vô xong rồi. Mũi có, mũi của Bi có làm. Mũi của cô Bi có làm. Bà cứ kể về trai thì nhiều người ham. Mũi Bi có làm, tức là trên gương mặt của Bi thì Bi chỉ sửa đúng một cái mũi thôi. Vì là ngày xưa bị đi đánh nhau bị gãy mũi á. Thế là thành ra là đi phải đi làm lại cái mũi này, bởi vì là đợt trước nó bị sụt cái, nó gãy cái xương chính mũi, nó bị sụt hẳn cái mũi xuống luôn. Thế xong rồi là Bi chờ cho nó lành, xong rồi Bi có đi làm mũi. Và cái câu chuyện là đi làm mũi cũng là như thế này này. Vì ngày xưa ấy, Bi có, bố mẹ Bi sinh ra Bi ấy, thì Bi có cái đường lông mày nó rất là xa nhau. Nó rất là xa nhau. Và cái mũi ngày xưa ấy, tức là nó lại bị như kiểu nó bị, như kiểu hơi bị tẹt, nó bị thấp cái chỗ này này. Thế thành ra là mọi người bảo lúc nào cũng sẽ nhiều nước mắt. Năm mà Bi còn trẻ ấy, thì lúc đấy là Bi đã có những cái người mà xem kiểu như là xem tướng số. Thì mọi người đã nói rằng là Bi nên sửa mũi. Mọi người nói như vậy, nhưng mà khi đó ấy, thì mình ngồi mình nghĩ bụng là như thế này. Thứ nhất là mình rất là sợ sửa. Và cái thứ hai là mình ngồi mình nghĩ rằng ôi trời ơi, bây giờ mình có tất cả mọi thứ, mình chả thiếu thốn cái gì cả, thì mình cần gì phải Bi lụy ai. Thế cho nên là Bi nhất định là Bi không sửa bất kể một cái tướng tiếc gì ở trên người của Bi. Thế và đến khi mà, đến cái năm mà khi mà Bi sống với cả chồng của Bi khoảng tầm 4 năm, gần 4 năm rồi, thì khi đó là Bi mới nói, tức là Bi mới nói với anh bạn của Bi, là trong cái anh mà trong những cái live stream trước của Bi có nói. Bi nói là anh ơi, bây giờ có làm cách nào ấy để cho mình thay đổi số phận được hay không? Tức là mình thay đổi cái gì đó để mình thay đổi được số phận hay không? Bởi vì tất cả các chị em phụ nữ thì Bi không biết mọi người như thế nào, nhưng mà khi ấy, mà trong cuộc sống của mình nó có những cái biến cố, thì tự nhiên mình muốn thay đổi một cái gì đấy. Và cái lúc đấy ấy, thì thực sự là mình, tức là trong tất cả những cái phẫu thuật ấy, thì có mỗi cái mũi thôi là Bi nghĩ là nó đơn giản. Tại vì tại sao đến giờ phút này ấy, mắt của Bi cũng không sửa hay đấy, tại vì là Bi có một cái đôi mắt ấy, nó rất là giống bố, tức là mắt bụp. Và kiểu trong cái họ hàng nhà Bi là cái mắt nó bị như thế, tức là nó cứ bụp như này này. Cho nên là Bi cũng, vì là rất là yêu bố cho nên là Bi không sửa chữa một cái gì. Còn lại là sở dĩ tại sao sửa cái mũi ấy, khi mà sửa mũi là cũng gia đình của Bi cũng ngăn cản kinh khủng lắm, bởi vì nhà Bi là theo một cái thiên hướng là tất cả mọi thứ phải tự nhiên. Thế cho nên là khi mình sửa mũi này này thì là mẹ Bi nói khủng khiếp lắm. Nhưng mà cái thằng chồng cũ của Bi ấy, lúc đấy là khi mà đang chung sống với nhau, thì nó hiểu, rất hiểu một điều rằng là Bi sẽ không bao giờ
phẫu thuật thẩm mỹ một cái gì. Bởi vì Bi là cái người thứ nhất là Bi sợ phẫu thuật thẩm mỹ, và thứ hai là mình cũng khá là kiểu tự tin vào cái vận mệnh của mình, số phận của mình. Và đến một ngày đẹp trời ấy là Bi như kiểu là cái khi mà mình đã chán quá rồi, tức là mình gọi là mình không còn cái gì mà nói với cuộc đời này nữa rồi ấy, thì lúc đấy là Bi đã quyết định là hôm đấy thì nó đi làm, và Bi không hề nói với nó một câu nào là Bi sẽ đi sửa. Thì Bi mới tìm một anh bác sĩ, và Bi có chơi thân với một anh bác sĩ này là bác sĩ răng hàm, bác sĩ tai mũi họng. Và Bi mới nói là em ấy, là mũi của em nó không có một cái gì quá là cầu kỳ công cầu kỳ, em không cần thu gọn cánh mũi, em không cần cái lọ cái chai, bây giờ em chỉ cần là làm sao để làm cho cái sống mũi này của em nó cao lên, thế thôi, để cho nó đỡ bị như kiểu là bị đón lệ ấy, tức là nước mắt chảy ngang ấy, sang ngang như nào đấy, đại loại thế. Thế là Bi quyết định thôi, Bi quyết định Bi sửa mũi. Nhưng mà khi mà Bi quyết định Bi sửa mũi ấy, thì anh bạn của Bi, anh ấy có nói như thế này: nếu như mà em sửa mũi thì anh nói luôn rằng là, tức là sau này ấy thì em sẽ gần như là em sẽ trở thành một cái người máu lạnh với đàn ông luôn. Và lúc đấy mình mới ngồi mình nghĩ là khiếp, làm gì mà đến mức mà sửa có cái mũi thôi mà cũng máu lạnh với cả máu lạnh với cả máu nóng. Thì mình cũng nghĩ như thế, nhưng mà quả thật là sau khi mình sửa mũi xong thì đến bây giờ Bi sửa được khoảng năm, từ năm 2014, bởi vì Bi ly hôn năm 2014. Bi sửa xong đến bây giờ là 9 năm rồi. Và đến giờ phút này ấy thì Bi thấy rằng là quả thật mình không còn cần đàn ông nữa. Thật sự mình không cần nữa. Không phải là mình không có những cái người theo đuổi, nhưng mà thực sự là đến giờ cái gọi là những cái mong, những cái kiểu như là những cái ý muốn của mình bây giờ nó không phải là đàn ông nữa. Mình không cần đàn ông nữa rồi. Hôm nay eo ơi, hôm nay có một tí thôi mà mọi người cũng vào xem livestream nhiều nhiều dã man này. Eo ơi, mọi người ơi, hóng quá mọi người ơi. Ui dồi ôi, con ơi rơi mất chai serum của mẹ rồi. Nữa ơi. Nhà mẹ chai serum quá. Tổng tư. Con để trong cái khay này cho mẹ. Đây để Bi, trong thời gian Bi đang ấy này thì Bi sẽ đọc mà ấy nhá. Bi sẽ đọc comment của mọi người xem là mọi người comment cái gì nào. Hôm qua hóng quá phí công mắc ẻ của em mà sợ quá chạy gấp. Thấy chị Bi kể hối hận lần 3 phải nhảy vào liền. Hôm nay từ từ, hôm nay chị chưa kể quả hối hận lần 3 đâu mà chị cũng chưa biết được. Hôm nay chị sẽ ngồi nói chuyện lan man xem là. Chị sẽ lan man nói chuyện. Chị ơi, màu son của chị là màu gì thế? Màu son của chị là màu chắc lốt gì đây này. Cái đây này. Cảm ơn. Chắc lốt pin burin cái gì đó. Em lại tiếp tục vào ngốn pin. U như Tết luôn chị ạ. Em vẫn chưa hiểu câu chuyện. Chị dùng serum với kem dưỡng gì vậy ạ? Kem dưỡng là kem dưỡng của chị nè. Chị sẽ dưỡng cái kem này này. Obuji này này. Và kể cho mọi người nghe. Tôi bình thường tôi bán hàng là tôi gặp một những cái quả mà coi như là đến lúc ấy mà báo giá báo giết xong rồi hẹn ngày mai chuyển khoản xong mất hút. Thì tôi đã phải block không biết bao nhiêu người rồi, là tại vì tôi không có nhu cầu chờ đợi. Và tôi nghĩ rằng là nếu mà những người người ta tôn trọng mình ấy thì người ta không có ngại gì cái câu chuyện chuyển khoản và cái tốc độ chuyển khoản nữa. Thế xong bây giờ ấy là sau khi mà Bi đăng lên trên Facebook xong thì mọi người lại chuyển sang thành từ cái ngày mai chuyển khoản sang là thành ấy xong thì chỉ im lặng thôi. Thế là lại phải block. Sau khi mà Bi bôi kem xong thì Bi sẽ ngồi bắt đầu chém gió nha mọi người ơi. Mình phải bôi kem cho nó thật xinh đẹp đã. Kem nhà trồng được nên là bôi như kiểu đắt mặt lạ. Thằng Viên check đọc tin nhắn luôn đấy kìa. Nhân viên này là tốn cơm lắm. Tốn cơm, tốn gạo lại còn hay cãi nữa. Đâu mẹ xem nào. Chị Thủy rất trẻ và rất đẹp. Cảm ơn mọi người. Pink Friday gì nhớ ủng hộ Nick Ninja nha. Các mẹ là cái gì đấy? Sợ thế? Ở đâu ra đấy? Cấm luôn. Hello. Cái gì đấy? Cấm luôn. Pink Friday gì đấy? Sợ đấy. Có nhiều người ghi nhầm lắm đấy. Mọi người cứ ghi ba lăng nhăng gì một phát là block luôn cho nó đỡ lằng nhằng. Sáng nay ngủ quên cả báo thức. Có một người cứ nhắn đi nhắn lại hai lần là chị ơi chị xăm môi màu gì thế?
À xăm môi á, ôi dồi ôi khổ quá, tôi không. Mỗi lông mày phải chờ em Tín này, tôi đang chờ em Tín mãi chả thấy em Tín về đây này. Tôi như là kiểu như là một cái tiếng nói trong vô vọng. Bảo em Tín về là coi là làm phẩy cho chị bộ lông mày mãi chưa thấy em Tín đâu đây này. Biết đâu em Tín về phẩy cho chị nốt bộ lông mày xong cái là tôi về tôi lại lấy được chồng thì sao? Rồi, ok. Mọi người ơi, bây giờ bắt đầu livestream nha mọi người ơi. Hello, hello. 1000 chưa? Em Thành Ngộ đang xem rồi. Được rồi, con không cần phải nói vì mẹ đang xem rồi. Con không cần phải phiên dịch cho mẹ đâu. Em không có tiền mua hàng có được xem live không? Thoải mái chứ em. Rồi, bắt đầu tôi mới bây giờ nhá. Bây giờ tôi mới đang ngồi để tâm sự với mọi người về cái câu chuyện như thế này. Bi làm cái người mà ngày xưa ấy, Bi làm cái người mà như kiểu ý là rất là không hiểu sao mà mình làm cái đứa vô cùng là nhẹ dạ cả tin và rất là lành ấy, cái tính mình lành lắm. Và kiểu như tức là nói tóm lại là cũng là thuộc dạng dễ bị dụ nữa. Thì cuộc đời của Bi có những cái mốc tình cảm khá là sâu đậm, tại vì là Bi ngày xưa Bi có yêu một anh này tận khoảng 5 năm và anh ấy cũng hơn Bi khá nhiều tuổi. Và thỉnh thoảng đến bây giờ thì vẫn gặp nhau. Thỉnh thoảng bây giờ vẫn gặp nhau. Bởi vì là anh ấy, con ơi, có bắn pháo hoa ngoài kia kìa. Thỉnh thoảng Bi và anh ấy vẫn gặp nhau. Và anh ấy kiểu như là rất là thương ấy. Kiểu anh ấy thấy là cuộc đời mình chuyên chuyên quá. Và xong sau khi mà Bi với cả anh đấy chia tay nhau ấy, thì Bi có yêu một anh nữa. Và ngày xưa mình rất là thích yêu những người đàn ông lớn tuổi. Sau khi mà Bi yêu hai anh thì Bi yêu hai cái anh đấy xong ấy, thì sau khi chia tay thì ngày xưa mình phải nói là mình cũng làm cái đứa quá cá tính. Tức mình vẫn cá tính, thế nhưng mà mình cũng nói thế nào nhỉ? Mình cũng chẳng biết chịu nhục ai bao giờ. Cái tính ngày xưa là như thế. Ngô ra ngô, khoai ra khoai. Thế và sau đấy thì Bi với cả một cái anh đó tên là anh Linh. Bi với anh Linh. Đấy. Bi với anh Linh đó chia tay nhau. Xong rồi sau khi chia tay nhau ấy thì Bi với cả bố của con ốc mới gặp nhau. Và khi mà Bi với cả bố con ốc gặp nhau ấy thì là Bi mới được một cái đội chị em bạn gì giới thiệu cho gặp bố của con ốc. Và thực ra thì bản chất là lúc đấy thì gia đình của nhà bố con ốc cũng là một gia đình cũng rất là gia giáo và cũng rất là cũng có chức có quyền. Và bản thân mình thời bấy giờ thì gia đình mình cũng là một gia đình cũng khá là cơ bản, và cũng nếu mà để nói là về độ môn đăng hộ đối thì cũng chưa biết mèo nào cắn mèo nào, bởi vì nói về kinh tế thì chưa chắc đã đọ được với nhà mình, chỉ có điều là ví dụ chức quyền các thứ thôi. Thế và sau đó thì Bi với cả cái anh đó bố con ốc mới quen nhau. Khi mà Bi với bố con ốc mới quen nhau thì thật sự là thời gian nó rất là ngắn, nhưng mà đúng thật là cái số phận của mình ấy, nó là cái số là phải kiểu như là có con với cái người đàn ông đấy. Bởi vì trước kia thì khi mà Bi xem trong cái câu lại trong cái livestream lần trước ấy, Bi có kể là có một cái bác mà xem số tử vi ấy, thì khi bác ấy xem thì bác ấy nói là 23 tuổi Bi sẽ gặp một cái biến cố trong cuộc đời, là Bi sẽ gặp được một cái người đàn ông mà rất là trông thì rất là hào hoa phong nhã, trông mẫu mã rất là đẹp, thế nhưng mà đến khi mà có chuyện là sẽ phủ trách nhiệm và đi. Thế lúc đấy thì mình cũng thế, xong bác ấy cũng hỏi Bi một câu, bác ấy bảo là nếu như bây giờ cho bác hỏi thật, nếu như mình nếu cho con lựa chọn một trong hai thứ, một là con cái và hôn nhân, thì con chọn cái gì? Thì lúc đấy từ năm 20 mấy tuổi, 21 hay 22 tuổi là mình đã gọi là rất là thẳng thắn, và mình nói rằng là nếu mà giữa hôn nhân và con cái thì con sẽ chọn con cái. Bác bảo kể cả khi mà không có chồng cũng vẫn chọn con cái chứ, thì mình bảo con cũng sẵn sàng là mẹ đơn thân. Đúng là ngày xưa mình cũng nhiều cái nó cũng vận một cuộc đời mình thật, bởi vì mình nói được thế là nó thành như thế luôn. Thế sau bác còn nói một câu là nếu như cho con lựa chọn trong hai cái, một là kinh tế và hai là đường hôn nhân, thì con sẽ lựa chọn cái gì? Con để cho mẹ livestream mà đừng đi ra đi vào nữa nhá. Thì Bi mới nói rằng là nếu như lựa chọn kinh tế và hôn nhân thì con sẽ chọn kinh tế. Bởi vì con hiểu rằng người phụ nữ chỉ có kinh tế thôi thì mới có tất cả. Còn chồng thì có thể không có thằng này thay thằng khác. Từ năm Bi 20, 21 tuổi là Bi đã phát ngôn viên được ra những cái câu nói như thế. Và quả thật là khi mà mình nói được ra những câu như vậy ấy, thì đến giờ phút này tất cả mọi thứ
mình đang có, mình đã có và mình đã phải chiến đấu, đã phải trải qua, nó đều dựa trên cái nguyên lý đấy hết. Bởi vì sao? Bởi vì là mình có con và mình không có chồng. Và khi mình có sự nghiệp, có tiền thì mình lại không có đàn ông. Đấy. Và năm vào cái năm đấy ấy, thì khi Bi với cả bố con ốc ấy quen nhau ấy, thì thực sự đấy cũng là một cái tình yêu rất là đẹp ở trong một khoảng thời gian đấy. Nhưng mà vì Bi với bố nó chỉ quen nhau được có khoảng tầm một tháng thôi, thì Bi, tức là lúc đấy là Bi mới lại có bầu. Bởi vì thực ra là vừa mới, đúng thật là kiểu như là tại sao đến một cái cung số ấy, một cái đến lúc một cái ngày đấy ấy, giờ đấy là gọi là điểm chỉ cho một phát là có con luôn, tức là kiểu bà mụ ấy cho mình một đứa con vào cái thời điểm đấy. Và khi mà Bi phát hiện ra Bi có bầu là lúc đấy Bi chậm kinh được khoảng tầm mười mấy ngày, tức là Bi với cả thằng đấy quen nhau được khoảng tầm, nói thật là bây giờ mình chỉ gọi là thằng thôi chứ mình không thể gọi là anh ấy được, bởi vì không có sự trân trọng tôn trọng gì cả. Thì khoảng tầm bốn mươi mấy ngày gì đấy thì khi Bi phát hiện ra Bi có bầu là Bi cũng thử thai nhá. Bi thử thai xong thì Bi lẳng lặng Bi đi thử thai, là tại vì sau khi đi du lịch các thứ với nhau, gia đình các kiểu đi du lịch với nhau xong thì về tự nhiên mình bị ốm. Mình ốm, lên like đừng, sữa ơi lên like đừng khom người quá à. Thì Bi bị ốm xong, bình thường ra Bi hay uống cái thuốc đầy con gen ấy. Ngày xưa có cái thuốc đầy con gen, Bi chỉ cần uống khoảng tầm 4 viên thôi là Bi khỏi cúm rồi. Nhưng mà đến cái lần đấy là trời ơi, ốm lay, ốm lắt, ốm quá trời ốm luôn mà uống cái đầy con gen mãi không khỏi. Thế là hôm đấy Bi mới đi ra, mà lúc đấy chậm kinh rồi, thế Bi mới đi ra chỗ nhà thuốc ấy. Thì Bi mới nói là chị ơi, chị cho em mua thuốc kháng sinh, tại vì là em bị ho quá, em ho mãi không khỏi. Thế thì bảo là em ho bao nhiêu lâu rồi, bảo em ho khoảng tầm được khoảng 2 tuần nay rồi, và em bị cúm xong rồi thành ho, và em cũng không biết là tại sao em bị ho như thế. Thì bác sĩ mới kê hẳn thuốc kháng sinh rồi nhá. Xong Bi mới tự nhiên Bi đứng, xong Bi bảo là thế chị ơi, chị cho em hỏi với, bình thường ra thì chậm kinh bao nhiêu lâu thì có thể thử được thai. Thì bác sĩ bảo là chậm kinh khoảng 1 tuần thôi là thử được thai rồi. Thế thì Bi mới bảo là em cũng không biết, tại vì là em bị đa năng buồn trứng với cả kinh nguyệt của em nó cũng không đều ấy. Thế thành ra là em cũng không hiểu là cái kinh nguyệt của em nó như thế nào. Thôi thì chị cứ bán cho em 2 cái que thử thai. Thế là bác sĩ mình cũng bán cho mình 2 cái que thử thai. Thế xong sau đấy thì Bi có một cô bạn rất là thân, cô đấy bây giờ thì đi Pháp rồi. Thế là Bi mới nhắn tin cho cô đấy, Bi bảo là mày ơi, tao bị chậm kinh và bây giờ tao sẽ thử thai. Thì bạn Bi mới nói là ừ mày thử đi rồi có gì thông báo cho tao nhé. Tại vì có mỗi bạn thân thôi. Thực sự ra cứ bảo là một người như Bi thì sẽ thích chia sẻ này kia, nhưng mà không, có những cái Bi không phải là một người dễ chia sẻ những cái thầm kín đâu. Thì hôm đấy, đợt đấy là Bi còn đang làm ở trong phòng khám ở nhà Bi. Thì Bi mới đi vào trong toilet và Bi thử thai. Bi thử thai thì lên, mọi người biết như nào, lên một vạch. Xong rồi con kia thì cứ nhắn là mày ơi thế nào rồi, thì mình mới bảo là một vạch rồi. Thì nó bảo là thế chắc không phải đâu. Thì nói một lúc nữa thì bắt đầu lên thêm một vạch mờ. Và cái thời khắc mà để mà mình lên thêm một cái vạch mờ đấy ấy, thì mình phải nói là Bi như là kiểu Bi bị vỡ òa luôn. Là tại vì Bi đã yêu một anh đến tận 5 năm, một anh đến tận hơn 1 năm, là cầm yêu đến bao nhiêu năm trời như thế. Vì yêu cũng, nói chung mình cũng là cái đứa yêu sớm, mọi người hiểu không? Cũng sớm đấy chứ không phải đâu, 17, 18 tuổi tôi đã biết yêu rồi. Thế nên là đến khi mà Bi thấy như vậy một cái thì Bi òa khóc. Thì nó mới bảo là thế nào rồi mày ơi. Thì Bi mới nói là mày ơi, một vạch đậm một vạch mờ rồi. Nói xong thì mình như kiểu mình nấc nghẹn luôn ấy. Và mình phải nói thật là mình vừa kiểu không biết diễn tả cảm xúc như thế nào. Bởi vì là những người đàn ông trước ấy thì họ rất là mong chờ rằng Bi có con với cả người ta. Bởi vì Bi chắc chắn rằng trong cuộc đời của Bi ấy, nếu như mà Bi có con với cả hai cái anh đấy thì không đời nào các anh ấy bỏ rơi Bi đâu, không bao giờ. Nhưng mà số mình cũng đen đến mức mà bây giờ mọi người, các anh ấy vẫn còn nói rằng là sao em đen thế, chữa bệnh. Bởi vì là đợt từ ngày xưa ấy, khi mà Bi yêu ấy, là đã phải đưa Bi đi chữa bệnh nhiều lần rồi và Bi cũng không có khả năng có con. Đi chữa thế nào anh, đến nỗi mà có những lần ấy Bi bị băng huyết, tức là Bi bị như kiểu là khi đa năng buồng trứng ấy thì có những kỳ kinh nguyệt nó kéo dài tầm khoảng 28 ngày và Bi cứ bị ra máu nhiều như tháo cống luôn. Cho nên là phải tiêm oxytocin vào trong tử cung cũng như là tiêm oxytocin vào bụng. Nó rất là đau, rất là buốt. Và anh ấy thương quá, anh ấy bảo là em cứ yên tâm, nếu như mà cần thiết thì sẽ đưa em đi chữa bệnh. Tức là lúc nào cũng như thế, nói chung quen. Trước khi mình quen toàn những người ok thôi. Và đến khi quen với thằng đấy xong thì khi mình thấy là mình một vạch đậm, một vạch mờ ấy, thì Bi mới thông báo với thằng đấy là
em vợ chứ, hồi đấy là cứ vợ vợ chồng chồng, nhưng bây giờ bảo sao tôi cứ dị ứng. Thì Bi mới nói là vợ vừa mới thử thai xong thì nó bảo là thế nào hả vợ, nó gọi điện ngay lập tức cho Bi là thế nào hả vợ. Và Bi nói rằng là không biết nữa, kiểu như là mình nói không biết nữa thì ngay lập tức là nó đã lao đến, và nó lao đến và nó sung sướng, nó lao như một cái cung tên để nó đến đến trước mặt của Bi, và nó ôm Bi, và nó ôm xong bắt đầu nó bế cho Bi quay vòng như này này. Tại vì là nó rất là kiểu, nó lúc đấy ấy, nó Bi nghĩ rằng là lúc đấy nó cũng rất hạnh phúc khi mà nó nghe thấy thông tin rằng là mình có bầu. Và cái câu chuyện bắt đầu từ đây này. Thì ngay ngồi ở trên xe, khi mà hai đứa đang ngồi trên xe của nó ấy, thì Bi có gọi điện cho cô bác sĩ của nhà Bi. Và Bi nói là cô ơi, con thử thai được một vạch đậm, một vạch mờ rồi. Mà cái câu chuyện ấy là tiêm oxytocin mới chỉ cách đấy không lâu. Tức là cô đấy là cái người mà đã phát hiện ra Bi bị đa năng buồng trứng từ năm Bi 13 tuổi. Và chính cô cũng là người nói rằng là em đã điều trị rất nhiều ca vô sinh. Và con thủy này nó là một trong những cái dấu hiệu thể hiện rằng nó bị vô sinh từ năm Bi 13 tuổi. Thế và bố mẹ Bi ấy là cũng rất là buồn, chứ không phải không, tức là bố mẹ Bi cũng luôn luôn, tức là ông bà cũng luôn luôn ngồi nói bảo trời tôi chết rồi, bây giờ đẻ một đứa con gái mà nghe thấy thông tin xong nó bị vô sinh thì buồn lắm. Cho nên ông bà lúc nào cũng bảo là thôi bây giờ sẽ cố gắng, nếu mà sau này có vấn đề gì á thì sẽ để cho nó vào, cho mình đưa mình can thiệp y học cho nó, bởi vì càng sau này thì y học nó sẽ càng phát triển. Thế và đã biết cái điều đấy rồi. Thế nhưng mà khi mà trong cuộc đời của Bi thì có hai thằng đàn ông mà để cho bố mẹ Bi thực sự phải nói một câu rằng là nhìn nhầm, đó chính là cái thằng bố con ốc và thằng bố con sữa. Hai thằng đó, đến khi mà bố Bi đến khi bố Bi chết, tức là trước khi mà ông mất ấy, thì ông vẫn còn nói một câu, ông bảo là cuộc đời anh có hai nỗi hận. Thứ nhất là hận nhà gia đình, nhà thằng bố của con ốc. Và cái thứ hai là hận vô cùng nhà bố, thằng bố của con sữa. Bố Bi nói như thế. Và khi mà trước khi ông mất ấy, ông vẫn còn ngồi dặn Bi, ông nói rằng là con ạ, tính đến giờ, cho đến giờ phút này ấy, thì bố con mình đã cùng đồng hành với nhau, cùng vượt qua được rất là nhiều những sóng gió trong cuộc đời. Cho nên là việc khi mà bố mất đi thì tại vì là vì một ngày nào đấy bố già, bố yếu thì bố phải ra đi. Nhưng mà bố vẫn luôn luôn hy vọng rằng con, dù con có ở lại, con phải luôn luôn vững bước, vững bước để nuôi các con của con cho thật khôn lớn trưởng thành. Vì bố đã để lại rất nhiều thứ rồi. Hôm nay nhắc đến bố là tôi lại khóc. Bố đã để lại rất nhiều thứ cho con. Cho nên là con cứ vững vàng. Không việc gì mà phải cảm thấy tủi thân hay cái gì cả. Trời ơi, nhắc đến bố tôi là tôi lại khóc rồi. Thế và Bi vẫn hứa với ông một điều rằng là cho dù như thế nào ấy thì cái con đường của Bi cũng sẽ không hối hận. Bởi vì ngay từ đầu mình đã xác định là mình sẽ không hối hận, cho nên là mình sẽ không hối hận. Và kể tiếp đến câu chuyện đấy. Thế và khi bấy giờ ấy thì ngồi trên xe của thằng đấy, Bi mới gọi điện cho cô bác sĩ, thì cô mới còn nói như thế này. Cô bảo là thứ nhất là chậm kinh bao nhiêu ngày rồi, cái thứ hai là chưa chắc đâu, tại vì là một vạch đậm một vạch mờ thì có thể là chưa chắc, cho nên là cứ để thêm khoảng tầm một tuần nữa thì hãng đến để khám. Cô bảo như thế. Thế và lúc đấy thì trong cái một tuần đấy ấy, thì cái cảm giác của mình là mình lúc nào mình cũng ở trong cái trạng thái mà cứ hồi hộp, tại vì mình cũng thực sự mình không biết mình có con hay không, mình không biết. Và Bi lại mua thêm một vài cái que thử thai nữa, nhưng mà khi mà mình về ấy, thì mình vẫn thử được ra hai vạch. Và mình cứ ngồi mình mong chờ. Mà cái cảm giác lúc đấy sợ lắm, tại vì mình cũng không biết là mình phải nói chuyện với cả bố mẹ mình như thế nào. Mình kiểu như là, tại vì gia đình mình cũng là một cái gia đình quá truyền thống và quá là cũng lúc đấy là cũng rất là phong kiến ấy, bởi vì từ năm 2009. Thế và cuối cùng thì ngày chờ đợi cũng đã đến, tức là cái ngày đó là cái ngày Bi đi nó đưa Bi đi khám của nhà ở cô đấy. Thì khi mà Bi khám ấy thì bắt đầu là lúc đấy là Bi bắt đầu chính thức có túi thai. Và cái túi thai đấy ấy, là nó khiến cho Bi òa khóc ngay ở trên cái bàn mà Bi siêu âm luôn. Tức là trời ơi, Bi khóc mà Bi khóc quá chứ khóc luôn, là tại vì mình nói thật nhá, mình có cảm giác lúc đấy ấy, là mình sẽ cần con hơn cần chồng, chứ không phải là, tức là cái lần đầu tiên ấy mình có cảm giác là mình rất là cần con chứ mình không có cần chồng đâu. Và cái thời điểm bấy giờ ấy thì cái con bé bạn thân của Bi nó mới nói là thế bây giờ mày
mày đã nói với cả bố mẹ chưa? Thì mình bảo mày ạ, tao không biết nói như thế nào. Tại vì là nói thật sự với mày ra là nói như này thì cũng không biết bố mẹ tao sẽ như thế nào với tao nữa. Thế xong rồi mình cũng cuối cùng là mình cứ ngồi mình nói xong rồi cuối cùng cũng người này người kia, tức là kiểu cố gắng để nói với cả mọi người ở trong cơ quan các thứ ấy, đến tai mọi người trong cơ quan để nhờ mấy chị các thứ ở trong cơ quan nói đến tai của mẹ Bi. Và khi mà mẹ Bi biết thông tin đấy ấy, thì mẹ Bi, tức là mẹ Bi thế nào nhỉ, bà thổ dài lắm. Ôi dồi ôi, khôn 3 năm dạy 1 giờ, như một quả bom nổ chậm, cuối cùng bây giờ nó nổ chậm thật. Thế Bi mới nói, Bi bảo là mẹ nói với bố giúp con đi. Mà lúc đấy thì bố đang ở bên Tây Ban Nha, tại vì đang xây dựng cho Bi một cái cơ sở khám chữa bệnh ở bên Tây Ban Nha. Thì mẹ mới bảo là thôi, tao không nói đâu. Tao nói xong thì bố mày lại chửi tao, tại vì là không biết dạy con. Mẹ nói như thế, thì Bi bảo thế thôi mẹ không nói con chả nói. Thế và như thế này, trong cái siêu âm thì cái thời điểm bấy giờ là lại siêu âm ra là thành 5 tuần 4 ngày thai, là tại vì mọi người lại tính như kiểu là mọi người tính theo cái tuổi mà từ cái lúc mà có kinh chậm kinh như thế nào đấy, thì tức là ý là tại vì Bi với thằng đấy vừa mới có quan hệ không lâu. Thế thành ra là nó mới ngồi nó bảo là tại sao lại mới mà lại có đến tận tháng rưỡi rồi là như thế nào? Tại vì một thằng ngu, mọi người hiểu không? Nó thế thì bác sĩ ở đấy người ta cũng giải thích là cái tuổi thai thì nó sẽ tính từ cái khúc mà để chậm kinh đấy cho đến cái khúc mà chậm kinh cho đến cái khúc mà bắt đầu đi siêu âm á. Mọi người hình dung không? Chứ mọi người không có quan tâm đến cái việc là trong cái vòng kinh đấy thì mọi người bùm bùm la bùm lúc nào, đúng không? Thế và thằng này nó cũng rất là nó cũng đến nhà Bi và nó cũng nói chuyện đàng hoàng với cả mẹ Bi. Nó nói chắc như đinh đóng cột rằng là mẹ Bi hỏi là thế bây giờ ý cháu thế nào, thì nó bảo là chắc chắn là sẽ cưới Bi. Nó bảo như thế. Thế và mẹ Bi bảo ừ thôi được rồi, cái việc này thì cô cũng không quyết định được, thôi để chờ bố nó về rồi quyết định. Và trong vòng mấy cái ngày đấy ấy, thì cuối cùng là có một cái hôm đấy thì nó đi về, bởi vì nó có một cái thằng đấy, nó có một cái hội bạn của nó. Blog thằng Dũng Đặng ở đâu rồi, từ từ đã, để yên nhá, mọi người chờ Bi một tí nhá, để yên Bi xem là Dũng Đặng là ở đâu ấy nhỉ. Cấm. Bị cấm rồi. Con để im không xem, khổ quá, con đừng có xem cái này của ấy. Mấy thánh comment chửi nhau buồn cười thế. Đừng có dại gì mà đưa ra những quan điểm trái chiều vào đây. Đừng có dại gì. Tại vì là đưa ra quan điểm trái chiều vào đây thì không chỉ là bị chửi ở trong cái livestream này mà còn chửi cả sang bên nhà nữa đấy. Cho nên là thôi, tốt nhất là những thằng nào mà không cùng quan điểm sống thì tốt nhất là mời chúng mày lướt luôn đi, chứ chúng mày đừng có thò cái mặt vào đây xong rồi thở ra những câu ngu xuẩn vào đây nữa. Ok. Block cho nó một mình khôn luôn nhá. Để chị xem nào, xem có cái bây giờ thằng đó thế nào, phải từ từ đã. Mọi người rất hay đốt cháy giai đoạn, khổ tôi cứ live stream cái gì là mọi người cứ hay bị đốt cháy giai đoạn quá. Thế và thằng đấy thì nó chơi với một số những cái con bạn, là những cái thằng bạn của nó ấy. Mình gọi là những thằng bố con mẹ nó ấy. Bởi vì sao? Bởi vì là những cái thằng bố con mẹ đấy nó có đủ cái khả năng để mà xúi giục thằng này, để mà điều khiển cái suy nghĩ của thằng này. Thì bắt đầu trong cái khoảng thời gian đấy thì bắt đầu là Bi mới bị công kích là ôi dồi ôi, con này nó có phải yêu mày đâu, con này nó có phải yêu mày là người đầu tiên đâu, trước kia nó yêu cái ông này, nó thế nọ thế kia, nó yêu ông này bao nhiêu năm, chẳng nhẽ tự nhiên nó đi nó có chửa với mày à. Rồi là ôi dồi ôi, chắc gì đã phải con mày. Thế vào một ngày đẹp trời thì nó mới hỏi là thế có, em có chắc đấy là con anh không? Nó hỏi câu đấy. Khi nó hỏi câu đấy ấy, thì mình hiểu rồi. Mình đã hiểu rằng là mình nói thật là mình có lấy cái thằng của nợ đấy về ấy, thì cuộc đời mình cũng sẽ không bao giờ sung sướng được. Bởi vì đúng nghĩa là một thằng cố nạn rồi. Thì Bi mới nói, Bi bảo là mày có biết không? Bi lúc đấy là Bi mày luôn chứ không có vợ chồng gì cả. Bi bảo là mày có biết không? Con người ấy, nó khác con vật ở cái chỗ nó phải biết được rằng là con nó là con của ai. Nó phải biết được rằng là cội nguồn của nó là như thế nào. Còn một khi mày đã nói được ra đến, mày đã hỏi tao được đến cái câu đấy, thì tao nghĩ rằng tao mày không còn gì để nói chuyện với nhau nữa cả. Thế và nó đồng, thế xong Bi bảo thôi giải tán đi, chia tay đi. Và ngày hôm đấy, cái buổi ngày hôm đấy là Bi với nó đang đi ở trong cái đường chỗ công viên nước ở Hồ Tây.
Bi nó lái xe và Bi lao xuống dưới xe luôn, Bi nhảy mẹ xuống dưới xe luôn, là mình không thể đi cùng với một thằng rác rưởi như thế nữa. Thế và nó, tức là nó cứ, nó giằng tay Bi và nó bảo là không, em phải để anh đưa về, em phải thế này kia. Bi nói là mày bỏ cái tay tao ra, bởi vì nếu mày không bỏ cái tay tao ra thì tao sẽ mất bình tĩnh. Từ giờ phút này trở đi, khi mà mày, tao và mày đã nói với nhau đến cái câu như thế, thì tao nghiêm cấm mày không bao giờ được phép bén mảng cuộc đời của mẹ con tao. Bởi vì một khi mày đã bén mảng cuộc đời mẹ con tao thì bằng giá nào tao cũng dám chơi mày hết mình luôn. Và nó vẫn tiếp tục, nó tóm tay của Bi thì Bi nhảy lên, mọi người biết không, đang có chửa mọi người ạ, nhảy lên đấm nó tím cả mặt luôn. Nhảy lên mà tôi phải nói rằng có bao nhiêu những cái mà phải nói là bao nhiêu những cái sức mạnh và bao nhiêu những cái mà ức chế nhất ấy, tôi nhảy lên thì không, tức là thằng đấy không biết ăn bao nhiêu cái củi trỏ và cái đấm vào mặt. Và kết cục là sau khi mà về ấy, mặt mũi nó bị tím bầm hết rồi ấy, thì bố mẹ nó đã nói là ôi rồi ôi, bây giờ chưa lấy nhau mà nó đã đánh nó như thế này rồi thì lấy nhau thì nó như thế nào. Nhưng thực ra bản chất là mình không có nhu cầu lấy cái thằng đó nữa, bởi vì là một thằng rác rưởi như thế thì tại sao mình lại phải ở với một thằng như thế, đúng không? Mình phải tự bảo vệ mình thôi. Và Bi tuyên bố với nó, Bi bảo là kể từ giờ phút này trở đi, tao với mày là chấm hết. Cuộc đời của tao ấy, tao cũng xin cảm ơn mày. Bởi vì sao? Mày đã cho tao, xét cho cùng mày cũng chỉ là một thằng sản xuất, một con nòng nọc thôi. Và tao cảm ơn mày đã cho tao một con nòng nọc và cho tao một đứa con. Và tao nghiêm cấm mày không bao giờ được phép động vào cuộc đời của tao nữa. Và đấy là lý do tại sao ấy mà cho đến giờ phút này không bao giờ Bi muốn nhắc đến tên thằng đấy. Bởi vì sao? Bởi vì thực ra đối với cái thằng đấy thì Bi vẫn luôn luôn phải nói là Bi gửi lời cảm ơn đến nó. Bởi vì nếu như không có nó thì mình cũng không bao giờ mình có một cái đứa con như con ốc. Trời ơi, con ốc phải nói là gen nha, mọi người biết không, mình phải nói mình chọn giống rất là tốt. Thứ nhất là cao, thứ hai là gia đình nhà nó cũng toàn là dân có học, giáo sư, tiến sĩ, ông nó giáo sư, bà nó tiến sĩ, dòng họ nhà nó toàn những người có ăn có học. Thành ra khi mình sinh con mình ra, thứ nhất là con mình cũng rất là trắng trẻo xinh gái, cái thứ hai là con mình cũng học hành rất là ok nhá. Nó cũng có gen đấy mọi người ạ, nó cũng ham học các thứ này khác. Thế nhưng mà nói thật sự ra là đối với cả một cái thằng như vậy ấy, thì mình trách nó là một chuyện, nhưng mà mình trách bố, trách mẹ nó là một cái chuyện mà rất là lớn. Thế và như thế này, sau đó thì không phải là Bi không đau khổ, không phải là Bi không nhục nhã đâu. Tại vì khi mà Bi, tại vì là cái đội, cái hội, cái ngày đó ấy, mình chỉ làm cái đứa bé tuổi và mình cũng chưa phải là cái đứa ra đường đi chơi lâu năm như là cái đội mấy cái thằng bố con mẹ của nó. Thì lúc đấy những ai mà đã từng chơi blog ấy thì mọi người sẽ biết rằng là năm đấy Bi có đăng một cái bài viết ở trên blog là lần cuối cùng nhắc về thằng này, và Bi có đăng ảnh và Bi nói rằng là mọi người, tức là những thằng bố con mẹ nó nói rằng đây không phải là con của nó rồi thế nọ thế kia. Và ngày hôm nay tôi muốn nói đây là lần cuối cùng rằng nếu như sau này con tao mà đẻ ra mà giống mày thì tất cả thằng bố con mẹ mày lẫn mày đều phải ăn cứt cho con tao. Mình đã từng, những ai mà đã có blog của Bi thì mọi người sẽ làm chứng cho Bi cái việc đó, tức là từ ngày xưa là Bi đã như vậy. Thế và mọi người cứ comment đi, tại vì là Bi đang trong cái mạch ấy, cho nên là Bi sẽ cứ ngồi nói một lèo, Bi sẽ không đọc comment đâu. Thế và cái thời bấy giờ ấy, thì sau đó thì như thế này, mỗi một khi mà Bi đi ra ngoài đường ấy thì Bi nhận được rất nhiều những ánh mắt người này người kia chỉ đấy, ui cái con đấy, tại vì cái tên Thủy Bi này nó đã là cái tên từ rất là lâu, từ xưa rồi chứ không phải là bây giờ mới có cái tên Thủy Bi. Thì mọi người mới bảo đây này, cái con Thủy Bi này này, ui giời, cái con này chửa hoang, cái con này thế nọ thế kia, và phải nói là mình cảm thấy là vô cùng là nhục nhã. Thực sự mình cảm thấy mình nhục dã man. Bởi vì sao? Bởi vì là còn bố mẹ mình, còn tất cả mọi thứ, bố mẹ mình lúc đấy đang là những người mà cũng là có danh có tiếng chứ không phải không. Nên là sau đấy thì Bi, cái câu chuyện buồn ấy, mà kiểu ấy thì cái câu chuyện buồn của Bi với bố Bi thì thôi Bi sẽ không kể lại nữa. Tại vì là Bi kể lại thì Bi sẽ lại ngồi khóc, cho nên là Bi sẽ không kể lại câu chuyện nữa và Bi sẽ tua. Thì Bi mới nói chuyện với bố, Bi bảo là bố ạ, bây giờ con chỉ muốn một điều, đó chính là hãy cho con đi vào trong Sài Gòn để sống. Bởi vì con nghĩ rằng là nếu như mà con tiếp tục sống ở Hà Nội thì chắc con không thể sống nổi. Và cái quãng thời gian chỉ có khoảng, khi mà Bi phát hiện ra là Bi có bầu con ốc là vào khoảng tầm tháng 4, mười mấy tháng 4. Và Bi quen nó là vào hồi tháng 3. Thế thì khi đấy ấy, là Bi mới nói với bố là con không muốn sống ở đấy nữa. Thì bố Bi có nói một câu là ok, nếu như ngày hôm nay khi bố con mình đã ngồi nói chuyện với nhau và con nói rằng con muốn giữ đứa bé này lại, thì bố chỉ mong rằng, bố chỉ tặng con một câu thôi, đó chính là chó cứ sủa, người cứ đi.
cái khoảng thời gian đó chính là khoảng tầm tháng 4 năm 2009. Lần đầu tiên trong cuộc đời mình nghe thì cái câu là chó cứ sủa người cứ đi. Đấy là lần đầu tiên. Và Bi lúc đấy ấy, mình còn quá trẻ để mình có thể hiểu được cái ý nghĩa của cái câu nói đấy. Nhưng mà thực sự câu nói đấy cho đến bây giờ ấy, nó vẫn là luôn luôn văng vẳng trong đầu mình. Và đấy là cái kim chỉ nam mà bố mình dành tặng cho mình từ những năm 2009. Và bố Bi cũng là một cái người đàn ông mà rất là một cái người rất là cương quyết. Tức là rất là cương quyết, rất là đàn ông luôn. Sau khi đó, Lam Giang ơi, mày câm cái mồm đi Hiếu ơi, không mẹ ta lại block mẹ cho bây giờ, khổ quá cơ. Mẹ làm các em nó bảo chị ơi block đi, Lam Giang là bạn chị đấy. Thằng đấy nó bị hâm đấy. Đấy, bị hâm đấy, quê, thằng đấy quê là chị bị hâm đấy. Kệ đó, tao kể tiếp. Thế là lúc đấy ấy, thì bố của Bi mới, mọi người đừng có tấn công Lam Giang nhé, Lam Giang bạn Bi đó. Kệ nó, cho nó nói mê sảng đấy, thằng đấy cho nói thoải mái. Mình block nó là tí, nó xin lỗi mình liền. Thế là bố Bi cũng là một cái người mà phải nói quá đàn ông đi. Nói một lời và chỉ một lời thôi. Thì đến ngày mùng 1 tháng 6 năm 2009, chỉ có khoảng tầm một tháng, hơn một tháng thôi, là Bi, mẹ Bi và em gái của Bi kèm theo cái bầu chính thức tiến thân vào Sài Gòn. Trước kia thì Bi có ở Sài Gòn trước đấy rồi, Bi có học ở trường RMIT các thứ và Bi cũng có đi sinh và Bi cũng đã có cả một khoảng thời gian rất là du ngoạn khắp năm châu bốn biển rồi chứ không phải không. Thì lúc đấy là bố bảo Bi là giờ đấy bay và ba mẹ con bay vào trong Sài Gòn vào một cái ngày trời mưa tầm tã, mưa tầm tã. Và lúc bấy giờ thì tại vì là cái nhà mà để mở phòng khám ấy thì đang sửa, cho nên là mấy mẹ con phải đi thuê nhà, nằm ở trọ nhà ở trong cái khu K300, thuê một cái nhà mà của cái kiểu cái ông bà bên quân đội, bộ đội gì ấy. Đến tầm 10 giờ là đã phải đi về rồi. Và vào tháng 6 thì mọi người biết là miền Nam ấy nó mưa. Mưa ơi là mưa. Ôi em chửi nãy giờ. Ôi giời. Anh yêu đi bằng cả trái tim, bố mày. Thế và trời nó mưa tầm mưa tã. Còn tôi thì cứ khóc thôi, khóc khóc lên bờ xuống ruộng. Mà sao tại sao mà tôi nói mọi người nghe là sao tôi lúc mà tôi có bầu ấy, hai cái đứa đấy tôi khóc hoài luôn, bởi vì tôi gặp toàn những cái mẹ cái đúng thật đúng rác rưởi. Thế xong rồi Bi mới thôi, mọi người đừng có xóa cái mấy cái chửi nhá, để tí xong mà Bi đọc xong mọi người chửi như nào Bi đọc cho nó vui, không sao đâu, Bi không block đâu. Để tiếp nhá. Thế là Bi mới cái lúc bấy giờ á thì Bi mới đi vào trong Sài Gòn. Và quả thực rằng là Sài Gòn là một cái vùng đất vô cùng dễ thở. Vì không ai hỏi cái câu chuyện là Bi Bi chửa một mình chồng đi đâu, không ai hỏi. Còn nếu như ở Hà Nội thì chắc là mọi thứ nó sẽ khắc nghiệt hơn, bởi vì có thể bây giờ mọi người cơ chế sẽ thoáng. Nhưng mà ngày xưa năm 2009 thì nó là cả một việc nó rất là tày đình, như kiểu là phải ngâm vào cái gì, phải thả vào hố vôi à, hay là phải ngâm lòng heo là cái gì đó, nó có những cái câu mà rất là Trung Quốc phong kiến ngày xưa ấy. Bi với cả mẹ của Bi và em gái của Bi là ba mẹ con luôn luôn đồng hành cùng với nhau trên mọi hành trình. Em gái khi mà mỗi khi em gái đi học thì Bi với cả mẹ của Bi đi khám thai và bố Bi rất là thương lắm. Thấy mấy mẹ con vào như thế thì chỉ khoảng tầm tháng 6 vào một cái thì tháng 7 là bố đã đặt một chiếc xe Mercedes GLK ngày xưa. Và ông mua tặng cho hai mẹ con, bởi vì ông lúc nào ông cũng chỉ muốn là bù đắp cho Bi thôi, lúc nào ông cũng thương lắm. Và ngày xưa ấy thì bố mẹ của Bi là bố Bi làm vụ tổ chức cán bộ Bộ Công an và mẹ của Bi cũng làm đoàn nghệ thuật Bộ Công an. Thế nhưng mà sau đó thì rẽ hướng là tại vì làm công an ngày xưa nghèo quá, cho nên là bố Bi vì gia đình là đã có truyền thống ngành y, cho nên là bố Bi rẽ hướng để sang làm ngành y. Ngó mặt vào đây à? Sữa ngó mặt vào đây, đang kể cái tụt luôn cảm xúc luôn, cứ đọc đấy, cứ ngồi mải đọc mấy cái comment cái xong quên luôn rồi. Như nào nhỉ? Quên rồi. Trời ơi, đấy mọi người thấy không? Nói là phải có mạch chứ mà ngồi mà dí mắt vào cái đó cái quên liền. Đang nói cái gì nhỉ mọi người nhỉ? À, cạo đầu bôi vôi. Rồi là đang làm ngành công an rồi sao nữa ta? À, thì cái thời bấy giờ ấy là chỉ sinh được có hai đứa con thôi. Và khi mà hai đứa con tranh nhau mà kiểu như là không đủ 5 tuổi ấy là còn bị kỷ luật. Thế và bố mẹ của Bi có đi xem ấy, thì tại vì là lúc đấy là bố mẹ của Bi có
mẹ Bi có nạo, phải nạo mất hai đứa con. Và vì là làm ngành công an mà, cho nên là không thể nào mà đẻ bốn được. Ngày xưa mà đẻ bốn thì chỉ có ra khỏi ngành luôn, chỉ có chết đói thôi. Cái thời tem phiếu mà, đi vào ngành công an thì cũng đại loại là cũng thêm được một vài lạng thịt, cũng thêm được cái này cái kia. Nói chung cũng có như một số những cái đãi ngộ chính sách cho ngành công an. Thế và sau đấy thì khi mà bố mẹ Bi đi xem ấy, thì hai cái đứa em của Bi lúc nào nó cũng ở bên cạnh bố mẹ của Bi và nó phù hộ. Và cũng có những cái người thầy người ta mới về, người ta mới nói, người ta bảo là các anh chị yên tâm đi, là các anh chị cứ sống tốt thì sau này hai cái đứa con đấy nó sẽ lại đầu thai lại vào chính gia đình của anh chị. Thực ra là nó cũng khá là như kiểu hệ tâm linh, bởi vì ai tin thì tin, ai không tin thì thôi, đúng không? Nhưng mà nó rất là tâm linh. Thế và khi đấy ấy, khi mà Bi có bầu bạn Ốc ấy, thì phải nói là mình cảm giác như là bạn Ốc bạn là con của bố mẹ mình ấy, chứ nó không phải là con của mình chỉ làm cái người mà đẻ thuê cho bố mẹ mình thôi. Chứ còn từ cái khúc mà cái khoảng mà từ lúc mà phát hiện ra mình có bầu cho đến lúc mà mình đi đẻ, cho lúc mà thế này thế kia ấy, thì hoàn toàn là bố mẹ của Bi lo lắng cho Bi hết, từ A đến Z. Từ A đến Z đủ mọi thứ luôn. Lúc mà đến khoảng tầm gọi là 10 bạn Ốc bạn ấy còn khoảng tầm 6-7 tháng, thằng Lam Giang mày đừng có gọi điện tao nữa nha, mẹ tao lóc mẹ bây giờ này. Cái thằng này cả trớn ghê luôn á. Khi đấy thì bạn Ốc bạn ý được khoảng tầm 5 tháng rưỡi 6 tháng, bởi vì mọi người nói là kiêng mua cái đồ mà kiểu cho em bé, mà Bi thì thường xuyên dọa sảy thai. Nhưng mà Ốc ấy nó là thuộc một cái dạng đúng thật là nó được làm người, bởi vì cứ đang kiểu có bầu nhá, xong một cái thì lại tự nhiên thấy ngầm đau bụng lại ra máu. Thế là lại đi khám, cứ liên tục như thế. Đến lúc mà có bầu bạn Ốc ấy thì cũng phải đi khám không biết bao nhiêu chục lần, bởi vì dọa sảy thai liên tục luôn. Và lúc nào khi mà siêu âm ấy thì trong trong cái tử cung của Bi ấy, nó cũng xuất huyết ở trong tử cung. Nhưng mà cái rất may mắn là nó xuất huyết ở cái mảng này, nhưng mà bạn Ốc bạn lại nằm ở một cái mảng khác, chứ còn nếu không là bong luôn. Tức là bác sĩ bảo, nói chung là canh mà để cho Bi cái thai nó được ổn định ấy, là cả một cái quá trình hồi hộp. Là tại vì biết rằng là đây là cái cơ hội ngàn năm có một. Và cô ấy cũng là cái người nói chuyện với cả bố mẹ Bi, vì Bi cũng nói, Bi bảo là cô ấy, con nói thật là bây giờ con cũng không biết nói chuyện với bố mẹ con như thế nào. Bởi vì nói thì cũng kiểu như ý là sợ bị bố mẹ chửi, hiểu không? Thế là cô cũng nói, cô cũng bảo là anh chị ạ, em làm ngành y cũng, bây giờ em làm bác sĩ cũng bao nhiêu năm rồi, các anh chị cũng làm ngành y cũng biết. Đối với cái trường hợp của con Thủy nhà mình ấy, nếu như mà bây giờ anh chị mà bắt nó bỏ cái thai này thì khả năng cao rằng nó cả cuộc đời nó sẽ không bao giờ có khả năng có con nữa. Cho nên là thôi thì vì mình cũng là cùng là làm ngành y hết, nên là em cũng rất là mong anh chị cũng đừng mắng nó, không nó tủi thân, tại vì nó cũng quá hoàn cảnh rồi. Hãy để cho nó được sinh con. Thế và đây là cơ hội ngàn năm có một, bởi vì có thể khi mà nó sinh một đứa xong thì có thể nó sẽ sinh một đứa nữa. Nhưng mà cũng có thể rằng là nó sẽ không bao giờ được sinh con nữa. Ví dụ như thế. Nó sẽ không, tức là cơ hội ngàn năm có một luôn. Thế là lúc đấy bố mẹ Bi cũng ok. Sữa ơi, con đừng loáy ngoáy để cho mẹ live stream. Đang kể đoạn mua xe mẹt thì kể, mua xong rồi thì thôi chứ. Xong rồi tiếp. Thế là đấy. Cứ đọc comment cái lại quên. Đọc comment cái lại quên. À thế xong rồi bắt đầu sinh con đẻ cái xong. Thì tua tiếp đến cái đoạn là khi mà con Ốc của Bi ấy, nó mới chỉ được có khoảng tầm 2 tuần tuổi thôi. Những ngày đầu tiên mà để mình sinh bạn Ốc ra ấy, đó chính là những ngày mà mình cảm thấy là đau khổ nhất trong cuộc đời này luôn, bởi vì nó quá là tủi nhục luôn. Cái ngày mà khi mà mình lên bàn đẻ ấy, thì tại vì cũng chỉ làm cái cô tiểu thư thôi. Cô tiểu thư con nhà có điều kiện, mong manh dễ vỡ. Bác sĩ lấy máu thì vừa mới chọc cái hỏi có sao không, thì câu trước như thế và câu sau thì đã ngất rồi. Con đưa cho mẹ cái điện thoại này để mẹ xem mọi người. Mà thì vừa mới chọc máu một cái câu trước thì em không sao đâu, em ổn mà, em có đau đâu, thì câu sau thì ngất xỉu lăn đùng ra đấy luôn. Thế và khi mà Bi lên bàn đẻ, cái ngày mà mình đi đẻ là cái ngày mà Bi nhớ mãi trong cuộc đời của Bi, là cái đêm hôm đấy Bi thức trắng. Trước cái hôm mà Bi đi sinh á, thì các cô với cả các bác ở ngoài Hà Nội biết là Bi thích ăn chim bồ câu quay ở hàng Buồm, với cả là biết là Bi thích ăn sấu, gửi quá trời bồ câu sấu, rồi là xôi chè, biết là Bi thích ăn cái gì là bắt đầu tẩm bổ cho Bi. Và bố bay vào trước hôm mà Bi đi đẻ, ăn quá trời ăn luôn. Xong rồi đến 11 giờ là phải ngưng, không được ăn nữa, bởi vì là ngày mai sẽ có một ca phẫu thuật gây tê, mổ gây tê màng cứng để gắp con ra. Thế và đêm, cả một cái đêm hôm đấy là cứ nằm dạng tè he ra và không ngủ được.
tại vì mình đủ các những cái cung bậc cảm xúc, tất cả mọi những cái mà mình lo lắng hoang mang, rồi tất cả Bi nghĩ rằng rất nhiều người phụ nữ sẽ trải qua một cái cảm giác giống như mình thôi. Thế và lúc bấy giờ thì khi mà Bi, cái ngày hôm đấy khi mà Bi bước chân vào trong phòng sinh á, thì Bi nhớ mãi cái hình ảnh là gia đình Bi lúc đấy chỉ có 4 người thôi, là em gái của Bi, bố Bi, mẹ Bi và bác của Bi, là khi mà đẩy Bi vào trong phòng sinh ấy là chỉ có 4 cái gương mặt đó và đứng ở dưới cái giường chuẩn bị để đẩy đi vào giường bệnh. Thì mình khi mà khi mọi người đẩy mình ấy thì mình rất là kiểu thể hiện làm con sao đâu, con ổn mà, các thứ, mọi người đi đi, không có sao đâu. Và hãy chờ con báo tin thắng trận. Và khi đấy thì sau khi mà các bác sĩ mới đẩy Bi vào trong phòng mổ, thì khi cánh cửa mà nó vừa mới đóng sập lại một cái thôi, thì trời ơi tôi khóc, mà mọi người biết khóc quá chứ, khóc luôn. Và tức là khóc đến mức mà cái phòng mổ thì nó lạnh lẽo ấy. Tức là mặc dù là tất cả các cái bác sĩ và y tá là mình đã quen từ trước đấy rồi, vì là tất cả mọi người đều biết Bi rồi, ai cũng động viên, ai cũng thế này thế khác, bởi vì đây là một cái ca vô cùng đặc biệt của bệnh viện Vũ Anh. Và Bi nghĩ rằng bây giờ chắc là mọi người vẫn còn nhớ, những ai mà đã từng làm việc bệnh viện Vũ Anh nhiều năm về trước thì không một ai không biết Bi cả. Bởi vì lúc nào cũng đi khám thai, chỉ có hai mẹ con với nhau thôi, đi thì dọa sẻ thai hay là cái gì đi nữa, động thai hay là cái gì các kiểu thì cũng chỉ có hai mẹ con thôi. Thế và ngày hôm đấy, khi đấy thì Bi đã nằm ở trên cái giường bệnh, và Bi nằm ở trên cái giường mổ ấy, và Bi khóc, tức là khóc nức. Tự nhiên cái lúc mà mình nhìn thấy mình rời xa gia đình mình, bố mẹ mình rời xa vòng tay một cái, là mình cứ thế mình khóc. Và huyết áp các thứ, lúc mà cắm máy móc các kiểu vào thì huyết áp nó tăng vù lên. Thế bác sĩ mới nói là em ạ, mình cũng chờ đợi mãi, vì bác sĩ rất hiểu cái hoàn cảnh đấy. Thì bác sĩ bảo em ạ, mình cũng chờ đợi mãi mới được ngày hôm nay, là cái ngày mà đơm hoa kết trái, nên là em hãy mạnh mẽ lên. Và bây giờ tại vì nếu như mà bây giờ em cứ khóc ấy thì sẽ qua mất cái giờ mổ đẹp mất, cho nên là em phải bình tĩnh để cho các bác sĩ các bác sĩ sẽ mổ cho em, tất cả mọi người sẽ chăm sóc cho em, em đừng lo lắng gì nhé. Thế và sau đấy thì mổ khoảng tầm một lúc sau thì bắt đầu là mình được nhìn bà Úc bái cất tiếng khóc chào đời. Thì khi bà Úc bà cất tiếng khóc chào đời thì cũng là cái lúc ấy mà khi mà mình nhìn thấy con ấy, thì mọi người biết là chắc là cũng được khoảng 36 tuần là Bi đã mổ rồi, 36 hay 38 tuần mình không nhớ nữa. Thì khoảng tầm 30 mấy cái tuần, 9 tháng đấy ấy, là 9 cái tháng mà mình nhục nhã nhất trong cuộc đời này. Mình mang tai mang tiếng. Người này thì bảo là đây là con của cái ông này, rồi người này thì bảo là không phải con của thằng kia đâu. Mà đến mức ấy là cái anh Linh đấy ấy, anh Linh người yêu cũ của Bi, bởi vì anh ấy là cũng là cái người cũng là dân xã hội và có học. Anh ấy còn đến tận nhà thằng đấy, còn cho đàn em đến xách cổ lên và nói một câu là tao cấm mày không được phép sỉ nhục lăng mạ đấy con Bi. Mày là một loại thằng đàn ông chó má nhất trên đời, có nạn nhất trên đời này. Bởi vì nếu như mà con của con Bi mà là con tao, tao xin lỗi mày luôn, mày chỉ cần chửi tao bẻ hết răng mày luôn. Tức là anh ấy còn là người nói câu đấy, còn mày ấy không xứng đáng có mặt ở trên cái cuộc đời này, bởi vì mày quá nhục luôn. Tức là anh ấy đàn ông bản lĩnh đến như thế, anh không hề nói với Bi. Nhưng sau này đàn em và mọi người mới nói với Bi, Bi mới biết, còn Bi không biết. Thế vào cái khoảnh khắc lúc bấy giờ ấy thì là một cái sự vỡ òa, bởi vì là bao nhiêu tháng nay mình nhịn nhục, mình tủi nhục như thế nào, thì lúc đấy đã chứng minh bằng một việc là mình sinh một đứa con giống thằng đấy một cách vãi cả đái luôn mọi người ạ. Tức là đúng thật là càng cái trò mà càng không nhận ấy thì nó lại càng giống. Và sau khi mà Bi được đẩy xuống dưới phòng hậu phẫu các thứ xong xuôi đâu đấy, thì đã có một bức ảnh về bạn Ốc đầu tiên Bi đăng lên trên mạng. Việc đầu tiên là mình đăng trên mạng, thì sau khi mà đăng lên trên mạng xong thì tất cả những thằng bố con mẹ nó đều quay đầu với thằng này. Bởi vì lúc đấy ấy, thì những thằng bố con mẹ nó mới ngồi mới nói một câu là trời ơi giống quá, nhận đi. Mọi người bảo thế, trời ơi giống quá, mày xem nào đi, phải vào thăm mẹ con nó đi vì giống quá. Thế nhưng mà nói thật là thằng đấy nó vẫn không đủ bản lĩnh để nó có thể đi vào nó thăm mẹ con của Bi, nó không đủ bản lĩnh. Và Bi nói thật là nếu mà lúc đấy mày có vào mày thăm tao đi chăng nữa thì rồi tao lại phải đá vào mặt mày thôi, bởi vì tao không, tức là Bi không thể nào Bi chấp nhận cái việc đấy được. Mọi người hiểu không? Và Bi về Bi nuôi con, những ngày đầu tiên là những ngày vô cùng bỡ ngỡ, vô cùng khó khăn, vô cùng tủi nhục, vô cùng lạc lõng, vô cùng cô đơn. Nói chung là tất cả những cái cảm xúc nó vô cùng kinh khủng khiếp. Thì nó xảy ra trong khoảng 2 tuần đầu.
Sữa ơi, ngồi xuống. Đấy, tôi mới biết Bi nhưng mà thấy Bi mạnh mẽ. Bi không chỉ mạnh mẽ mà Bi còn ghê gớm. Thế và khi đến khi mà bắt đầu bạn ốc bạn được khoảng tầm 2 tuần tuổi ấy, thì Bi với Bi mới bảo, Bi mới quyết định rằng là ngày hôm nay Bi sẽ gọi điện cho con bà ngoại nó, à bà nội nó. Bi mới gọi con với thằng là bị, mà là mọi người biết là không thể, chó không thể ngửi được. Bởi vì nếu như mọi người mà nghe và Bi chắc chắn rằng là dòng họ gia đình nó sau cái livestream này cũng sẽ vào nghe, thì đến giờ phút này Bi cũng chỉ nói một câu là Bi sỉ nhục nhà nó luôn. Bi gọi điện cho bà nó. Bà nó là một cái người mà gọi là cũng là có danh có phận đấy, à, tức là có, cũng là có tiếng có tăm, cũng có ăn, có học tiến sĩ mà mọi người, học đến cái hàm cấp tiến sĩ, ông nó còn giáo sư cơ mà. Khi mà nó giới thiệu Bi đến nhà nó ấy, thì bà nó là cái người nói rằng là mẹ vô cùng mong con cuối năm nay sẽ trở về làm con dâu của mẹ, mẹ rất mong gia đình đón thêm một thành viên mới. Và chỉ vì ấy, ông bà cũng không điều tra xem con mình nó đã làm cái gì với con gái người ta, để con gái người ta nó đấm cho tím mặt ấy, thì ông bà chính thức ông bà cũng không bao giờ gọi là, ông bà cũng từ gọi là không đội trời chung với mình luôn. Nhưng mà ông bà ấy đúng thật là có con thì không biết dạy, mọi người hiểu không? Thì Bi gọi điện, Bi bảo là chào bác, cho con hỏi đấy, có phải số điện thoại của bác này bác kia không? Đúng rồi, ai đấy? Dạ, con là Thủy ạ. Con là Thủy, bạn của anh này anh kia. Có việc gì không? Dạ, hôm nay con muốn gọi điện cho bác để thông báo cho bác một việc, là đã có một cháu bé ra đời, là con gái, nặng 3 cân. Và cháu bé là con của con trai của bác. Ừ, thế làm sao, có sao không? Xong Bi mới nói, Bi bảo bác ạ, thực sự với bác mà nói rằng là cho dù ấy, con với anh ấy có không đến được với nhau đi chăng nữa, nhưng con vẫn muốn thông báo cho bác biết rằng là cháu bé đã hiện diện ở trên cuộc đời này. Và con cũng rất là mong muốn rằng là các bác hãy thử ADN. Bởi vì con, dù cho dù con gọi điện không phải để níu kéo tình cảm hay gì cả, nhưng con rất là mong muốn là con có được một người ông người bà, có được một gia đình người ông người bà. Thì bà mới nói rằng là cháu nói gì là việc của cháu, con cháu muốn làm gì đấy là việc của cháu, bác không có nhu cầu. Bà nói xong một cái thì nói thật với mọi người là đúng thật là thà mình đừng nói còn hơn. Và cái tật mà bắt đầu bị run bật bật người ấy, là bắt đầu từ đấy, là tại vì lúc đẻ không kiêng. Và Bi run bật bật người lên luôn. Bi run bật bật người, Bi bảo là bác ơi, con nói thật là con chưa bao giờ, con không thể tưởng tượng được đến một người như bác, một người làm bà như bác. Con đã từng đến nhà bác và con đã từng rất yêu quý bác, bởi vì bác nói rằng bác cũng rất là mong muốn là cuối năm nay con trở thành một thành viên gia đình nhà bác. Nhưng tại sao mà ngày hôm nay bác thay đổi nhiều đến như thế? Ôi giời, cuộc đời á, có nhiều thứ mà phải thay đổi. Bà cứ nói chuyện cái kiểu đấy thôi. Sau khi đấy thì Bi bảo vâng thế thôi. Bác cho cháu nói một lời cuối cùng. Bác và bác trai nhà bác đéo đủ tư cách làm ông làm bà của con cháu. Và cái lúc bấy giờ ấy, bà mới nói, này, cháu bắt đầu nói quá lời rồi đấy nhá. Cháu ăn nói thế là không được đâu. Bà bác ơi, với cái loại người như gia đình nhà bác ấy, thì phải nói như thế. Đéo đủ tư cách làm ông làm bà của con cháu. Bi thề luôn á. Bi thề bằng danh dự của Bi là Bi chửi như thế đó. Bây giờ ông bà có xem thì chắc chắn là ông bà sẽ biết là Bi nói thật mà. Và kể từ đấy, lúc đấy là Bi, mọi người biết ông người Bi nó cứ rung bật lên như này này. Thì Bi ra và Bi nói chuyện. Câu chuyện này hình như là Bi chưa kể với cả mọi người ở trên live, trên công cộng bao giờ cả. Và khi mẹ Bi mới thấy là mặt mũi của Bi, là lúc đấy là Bi bị như kiểu là tụt huyết áp luôn, mà mặt sáng quét luôn. Mẹ Bi mới hỏi là sao đấy, có việc gì đấy, tại sao mà mặt mũi cái kiểu gì mà trông thế kia. Mọi người ơi, Bi vừa mới phải kết nối lại bằng wifi, từ nãy giờ vẫn cứ 5G mọi người. Thì Bi mới nói là con vừa mới gọi điện cho bà của con ốc. Xong mẹ Bi mới nói là sao mày ngu thế? Mày gọi điện cho chúng nó để làm gì? Mày gọi để nghe như thế là tại sao lại ngu như thế? Chưa đủ khổ à mà ngu thế? Thế là chửi cho Bi, mẹ Bi chửi Bi té tát luôn. Thì Bi mới nói là thế bây giờ con hỏi mẹ, thế con là mẹ của con thì chẳng lẽ con lại không nói à? Thế chẳng lẽ không nói à? Thì cũng phải có trách nhiệm mà nói với nhà nó một lần chứ. Còn nhà nó không nhận thế thì lúc đấy mình cũng như thế. Thế là mẹ Bi mới điên quá.
Mẹ Bi điên quá, mẹ Bi bảo để tao gọi cho cái con mụ đấy xem như thế nào. Thì mẹ Bi cũng kiểu thương con mà. Gọi điện chào bà. Tôi là mẹ của cháu Thủy đấy. Bà nói đi, bà gọi cho tôi có vấn đề gì? Hôm nay tôi muốn gọi điện đến cho bà để thông báo cho gia đình bà biết là có một sinh linh, một cháu bé là con gái ra đời. Thế bây giờ bà cần, gia đình bà cần cái gì ở nhà tôi? Hỏi có cần tiền không? Thế là mẹ Bi, không phải đâu, nó vừa bị lác mất một đoạn là tại vì Bi vừa mới. Có cần tiền không? Mẹ Bi mới ngồi, mẹ Bi mới nói chuyện, mẹ Bi bảo tôi nói thật với bà nhé. Tôi nói chuyện với bà đến giờ phút này ấy, thì tôi coi thường cái tư cách của gia đình nhà bà. Bởi vì sao? Bởi vì con tôi ấy, nó về, nó luôn luôn kể tốt với gia đình nhà bà. Nó bảo nó đến nhà bà, ông bà là đường đường là giáo sư, tiến sĩ, là người có ăn có học. Mà hôm nay khi tôi trên tư cách là một người bà gọi điện cho bà để thông báo có một sinh linh ra đời, nó là sinh mạng, nó là máu mủ ruột thịt nhà bà mà bà máu lạnh như thế, thì thôi tôi nghĩ là tôi cũng xin lỗi bà nhé. Gia đình nhà bà cũng không đủ tư cách để nói chuyện với gia đình nhà tôi. Chấm dứt từ bây giờ nhé, đừng có liên quan đến nhau. Nó là như vậy nhá. Thôi tôi chào gia đình nhà bà luôn, là chào luôn. Chào xong thì mẹ Bi mới nói là tao cũng vừa gọi điện và bà cũng đúng thật là bà đánh báo ăn nói kiểu thế thật. Thì Bi bảo là thôi mẹ ạ, mình cứ làm một lần để cho mình, làm một lần để cho mình không cảm thấy hối hận. Bởi vì thực ra trong cuộc sống này không phải là cứ có tiền, cứ có học thức là sẽ là cư xử có văn hóa. Không nhất thiết phải như thế. Không nhất thiết là cứ có tiền, có học thức sẽ cư xử có văn hóa và có tình người. Cái này ấy, nó thuộc về vũ trụ lắm mọi người ạ. Mình tức là mình bị khinh ấy. Thế xong rồi lúc bố Bi mới biết hai mẹ con Bi mình như thế thì nói thật là ông cũng cay lắm, tức là bố Bi cũng cay lắm chứ không phải cay vừa đâu, để cho gia đình nó sỉ nhục cho mình như thế là cũng không phải là dạng vừa đâu. Thế nhưng mà để mà xét ấy, về cái mức độ quan hệ thì cho dù nhà nó có làm đến cái chức nào đi chăng nữa thì chức quyền thì cũng chỉ có hạn kỳ thôi. Còn gia đình nhà mình ấy thì bố mình ấy cứ mãi như thế, tao không bệnh viện thì mai tao mở phòng khám, tao kinh doanh thì ông cứ mãi như thế, ông làm cho đến lúc chết ông vẫn là cái người mà được bao nhiêu người người ta tôn trọng, vẫn làm cái người được bao nhiêu người người ta yêu quý. Còn nói thật chưa chắc nhà nó sau khi hết nhiệm kỳ ấy mà người ta đã tôn trọng đâu. Mọi người công nhận điều đấy không? Thì cái thời bấy giờ thì bố Bi cũng làm cái người cũng vô cùng có danh tiếng và cũng là cái người có chức có quyền ở trong ngành y rồi. Và sau đấy thì bắt đầu sức ép dư luận rất lớn. Là bởi vì sao? Bởi vì là ông bà ấy chỉ làm ở một cái mức độ này thôi, mình quen đến mức nào rồi. Khi mà mọi người biết rằng là à, con của cái ông Tuyến này có một cái đứa con đấy là cháu của ông nọ bà kia như thế, mà cuối cùng lại không nhận với như thế này kia, thì đã gây sức ép rất lớn lên gia đình nhà nó. Mất uy tín cực kỳ lớn. Bởi vì mọi người biết là sống ở ngoài Hà Nội ấy, dù gì đi chăng nữa nó vẫn có những cái mà nó không thể thoáng được như ở trong Sài Gòn. Sài Gòn nó rất là thoáng, nhưng mà ở ngoài Hà Nội thì nói chung là ai mình nói thì mình không muốn động chạm đến vùng miền hay cái gì cả, nhưng mà ý là lúc đó thì sau khi sức ép lớn thì đến khi con ốc nó được khoảng tầm 5 tháng tuổi thì chị gái của nó lại là học sinh của một cái cô mà, tức là Bi biết một cái chị Linh này, là Linh, chị Linh này ở Mỹ. Và mẹ của chị ý là cô Hoa, dạy ở cái trường giảng võ. Và chị gái của nó và nó cũng học của cái cô đấy. Và cô và chị nó, hoặc là gia đình nhà nó, tức là đại diện của gia đình nhà nó là chị nó đi, mới nhờ cô Hoa đấy nói chuyện với cái chị Linh là muốn có một buổi gặp Bi. Bố mẹ Bi không cho Bi gặp cái buổi gặp đấy. Thế nhưng mà hết quan không hoàn dân à. Thế nhưng mà bố mẹ Bi thì không cho gặp, nhưng mà Bi thì lại đồng ý gặp. Bởi vì mình nghĩ một điều rằng là mình phải gặp đi để xem rằng là chúng nó sẽ nói chuyện với mình như thế nào chứ, đúng không? Và mình cũng là một người rất đàng hoàng, tính của Bi rất đàng hoàng, hẹn là Bi gặp thôi. Sau đó thì ngày hôm đấy thì hẹn nhau ở ngay cái chỗ mà Starbucks, hay là cái thời đấy là cái Coffee Bean, mà bây giờ nó là cái tiệm bánh, nó là cái tiệm bánh ngọt ở ngay chỗ Nguyễn Thiệp với cả chỗ Nguyễn Thiệp cắp với cả Đồng Khởi ấy, là Godiva. À, bánh ngọt thì tự nhiên quên cha cái tên, ở bánh kem bánh kiếp các thứ tự nhiên quên tên.
thì ngồi ngay ở đấy. Và phải nói thật với mọi người là lần đầu tiên chị gái của nó được bế cái đứa con ốc ở trên tay, thì Bi nghĩ rằng là để mà nói về xét về cái độ con người ấy mà, thì chắc là bà ấy sẽ phải tự biết được đấy có phải con cháu của mình hay không. Chẳng chả phải thử ADN ở đâu, nhưng mà lúc đấy thì cũng nhục quá rồi, thì cũng đành phải nói một câu là chị nói thật với em, em phải nghĩ đến cái việc là phải cho con mình nó có gia đình, có ông bà nội ngoại, nó phải được nhìn nhận bố nó. Thế mình mới nói là ủa chị ơi, cái buổi gặp ngày hôm nay em đến đây em gặp chị là vì thứ nhất là em muốn một lần để cho gia đình chị có một người đề cử đến, một người cử đến để được sờ con em bằng da bằng thịt. Chứ còn em không có một cái nhu cầu là để con em được biết rằng ông bà nội ngoại của nó và bố nó là ai. Bởi vì khoảng thời gian khó khăn nhất đối với em ấy, em đã vượt qua được một mình rồi, nên em không có nhu cầu đấy. Em ạ, chị biết là em rất là, tức là chị biết rằng có thể là em bây giờ em đang nóng tính, em đang nóng giận. Thế nhưng mà dù gì đi chăng nữa thì chị cũng rất là mong muốn rằng em hãy cho chị đi thử ADN để chứng minh được là đứa con đấy là con cháu ở nhà bố mẹ chị, để chị về chị nói chuyện với bố mẹ chị. Chị mới ngồi, thế là Bi mới ngồi, Bi mới nói như thế này: chị ơi, con người ấy nó khác con vật ấy ở cái chỗ là nó phải có tình người, nó phải có tình người, nó phải có trái tim. Nếu như mà gia đình chị ấy mà là cái người có trách nhiệm ấy, không thiếu gì lúc để có thể thử ADN. Thứ nhất là cái khúc mà khi mà em đang có bầu, chỉ mấy tháng thai thôi. Chị nhớ từng chi tiết của ngày xưa, bởi vì cuộc đời chị mà cái gì chị nhớ lắm. Và 10 lần sau chị kể chị vẫn nhớ y chang như thế. Nếu mà những người theo dõi Facebook của chị lâu ấy thì mọi người biết là có những câu chuyện mà chị kể thì 10 lần như 10 luôn, là vì chị nhớ quá. Thì Bi mới nói, Bi mới bảo là Bi đến giờ phút này mình vất vả là vì đầu óc mình, trí nhớ nó siêu phàm quá. Thì Bi mới nói, Bi bảo là nếu như gia đình chị muốn thử ADN thì thứ nhất là khi mà em có bầu ấy là có thể chọc tế bào ối. Cái thứ hai là khi mà chỉ cần em, cái ngày mà em đăng lên trên Facebook ấy, cái hình ảnh đầu tiên của con em ấy, là phải chạy đến luôn. Thì lúc đấy may ra còn nói chuyện được. Chứ còn xin lỗi chị, khi mà em gọi điện cho mẹ chị ấy, và mẹ chị sỉ nhục vào mặt mẹ con em, sỉ nhục vào mặt mẹ em, sỉ nhục vào mặt em cũng như con em ấy, thì em xin lỗi chị là riêng với cái loại gia đình nhà chị nhá, em không có nhu cầu quan hệ. Em lại càng không có nhu cầu cho con em biết được rằng là tổ tông dòng họ nhà nó là ai. Và tốt nhất ấy là sau buổi gặp ngày hôm nay, ai đi về nhà đấy không ai liên quan đến ai, đừng làm phiền đến cuộc đời của em, là mọi người biết rồi đó. Và gì? Và đến giờ phút này thì Bi cũng phải nói một điều rằng là mình cũng là một cái người, mình cũng là một cái đứa mà quá mạnh mẽ đi, quá cá tính và quá bản lĩnh đi. Mình như kiểu phải nói là gọi là gái đẻ đòn ghen ấy. Mình lúc nào mình ở trong một cái trạng thái rằng bất kể một ai khi động vào con mình ấy, mình cũng không bao giờ cho người đấy được phép động vào con mình. Không bao giờ. Bởi vì ngày hôm nay khi mọi người nghe thấy cái câu chuyện này, mọi người mới hiểu là tại sao khi con ốc ấy nó bị tấn công thì mình lại Bi lại có những cái thái độ, gọi là Bi lại xử lý câu chuyện theo cái như thế. Là mọi người hiểu. Và sau đó Bi mới nói này này: thôi chị ơi, dẹp cái trò ADN đi, em không có nhu cầu đấy. Bởi vì em xin lỗi chị, em không có nhu cầu được nhận một đồng quà, một cắc trợ cấp nào từ gia đình nhà chị. 2 triệu hay 3 triệu hả chị? Nhiều quá. Em gửi lại cho gia đình dòng họ nhà chị ăn đi cho nó bổ béo. Em không có nhu cầu. Thế và sau đấy là Bi chấm dứt luôn. Bi chấm dứt, mẹ kết thúc chương trình truyền hình đến đây là hết. Và thằng đó cũng vô cùng là vô liêm sỉ. Nó vô liêm sỉ ở một cái chỗ như này. Khi mà, tức là thằng đó ngày xưa thì nó nhiều bố nhiều mẹ lắm, nó đi chơi với nhiều bố nhiều mẹ lắm. Nhưng mà đến khi mà các bố các mẹ nó ấy, mới nhìn thấy cái sự chó má của nó, là nó không nhận con của nó ấy, thì chính thức là các bố các mẹ của nó là đã quay lưng với nó và không chơi với nó luôn. Nhưng mà nó đi đâu nó cũng chữa ngượng. Nó bảo là em vẫn gửi tiền đều cho cái Bi,
em vẫn gửi tiền đâu là một tháng là 10 triệu hay 20 triệu ấy. Em vẫn gửi từ ngày mà cái Bi nó sinh con đến giờ. Mẹ tôi xin cho tôi nói thật với mọi người này, tôi thề mà tôi mà ăn được một đồng của nó, chắc mẹ tôi ựa mà tôi hộc máu mà tôi chết. Tôi hộc máu mà tôi chết luôn. Mẹ tôi ăn được một đồng của dòng họ gia đình nhà nó, tôi hộc máu luôn. Là mọi người biết là nó khốn nạn đến cỡ nào. Bi chỉ được nhận đúng một lon sữa khi bắt đầu từ khúc mà bắt đầu khi Bi cấn bầu, nó mua cho Bi một lon sữa Similac sô-cô-la tại hàng Buồm. 280 ngàn. Bi vẫn nhớ mãi. Là mọi người biết được rằng là đến nó vẫn còn bốc phét đến mức như thế. Mẹ nó hèn, nó nhục đến mức như thế. Và sau khi ấy, mà khi mà Bi bắt đầu Bi lấy thằng chồng Bi rồi ấy. Có một hôm là hai vợ chồng của con ốc mới đi ăn lẩu ngay trên đường Nguyễn Du. Thằng này nó ngồi ngay sau lưng mà Bi không biết. Nó ngồi ngay sau lưng Bi không biết. Nó, đấy là lần đầu tiên trong cuộc đời nó được tận mắt, nó nhìn thấy cái đứa con của nó. Mà mọi người biết không, không nỡ để ra để chào nhau một câu, không dám chào nhau đến một câu. Thì mọi người biết nó nhục đến như thế nào. Sau đó nó còn đi về, nó lại còn kể với cả mọi người rằng là ôi dồi, hôm qua tôi gặp mẹ con Bi. Thế mọi người bảo gặp xong thế nào, có ra có ấy không? Chính xác là lầu rượu cua bò. Gặp mẹ con Bi thế nào, có ra chào nhau không? Nó bảo không ra chào. Thôi ngại lắm, chả ra chào. Mẹ nó đùa chứ, may cho nó là nó không ra nó chào. Mẹ sợ lúc đấy nó ra nó chào, chắc mình úp cả cái nồi lẩu vào mặt nó. Đúng không? Thật sự lúc đấy nó may đấy. May cho mẹ cái dòng họ nhà nó, phúc nhà mày còn phúc tổ nhà mày còn lớn đấy. Chứ còn mẹ ra đấy mà đắt đấy, anh lại chào anh, chào em ạ. À, thì thôi mẹ bố mày cho cả nồi lẩu vào mặt luôn, không cần phải nói nhiều. Thả mặt A quá trời này. Đó. Thế mà ấy, Bi nói mọi người này. Trong cuộc đời của mình thì đến giờ phút này thì Bi vẫn phải cảm ơn, mặc dù cái sự khốn nạn của nó vẫn, cái sự khốn nạn của nó cũng như gia đình nhà nó. Đây là lần đầu tiên Bi kể nhá. Về cái dòng họ gia đình nhà nó, đấy là lần đầu tiên. Mặc dù nó khốn nạn thật, nhưng cái sự khốn nạn đấy của nó ấy, mình tiêu hóa được. Là vì sao? Bởi vì mạng có rớt không? Mọi người nghe, có nghe được không? Mọi người có nghe được bình thường không mọi người ơi? Chắc sợ bị đấm tí mặt tiếp. Mình tức là đến giờ phút này ấy, mình vẫn còn thẩm được cái sự khốn nạn đấy. Bởi vì sao? Bởi vì nhờ có cái sự khốn nạn đấy mà mình đi được một cái con đường rất dài. Và mình không hề phải ngoái đầu lại. Bởi vì sao? Bởi vì mình đã coi chúng nó như một đống cứt rồi. Và chúng nó chết rồi. Thì đồng nghĩa với cái việc là gì? Là không, tức là Bi cũng không muốn cho con ốc nó biết là nguồn gốc dòng dõi của nhà nó ra làm sao. Mà con chị nó có nói một cái câu rằng là sẽ là rất độc ác nếu như mà khi mình sinh ra một cái đứa con mà mình giấu con mình biết cái nguồn gốc của gia đình nhà nó. Thì Bi phải nói thật như thế này. Có rất nhiều người khi mình lựa chọn con đường để mình đi, mình làm mẹ đơn thân, mọi người sẽ nói là Bi ích kỷ. Nhưng mà mọi người có ở trong hoàn cảnh của tôi đâu mà mọi người biết được rằng là hoàn cảnh của tôi như thế nào, tôi ích kỷ cái gì. Bây giờ con là con của mình cơ mà. Thế mẹ nó kể cả bây giờ xin lỗi tôi, con lấy đến 10 thằng chồng mà mẹ bỏ rồi thì vẫn cứ phải là ôm con chứ, đúng không? Chứ đâu có phải là cứ phải đề huề gia đình với thế nọ thế kia đâu. Tôi không có ý nghĩ đấy. Tôi chỉ nghĩ rằng là tôi dám làm và dám chịu toàn bộ trách nhiệm của mình. Thế thôi. Còn lại Bi cũng khẳng định lại rằng là đến giờ phút này ông trời vẫn luôn bù đắp cho mình có được hai đứa con. Thứ nhất là mọi người nhìn thấy đấy, một đứa vô cùng ngoan ngoãn, một đứa thì vô cùng bắn nhắng và cũng rất là tươi tắn dễ thương. Mọi người nhìn thấy đấy, thì đấy đó chính là cái sự bù đắp của ông trời cho mình rồi. Và Bi, và đến giờ phút này Bi chưa bao giờ Bi nghĩ rằng mình sẽ hối hận vì mình lựa chọn cái con đường đấy. Và bố của Bi ấy, trước khi mất ông vẫn còn sợ rằng Bi sẽ hối hận, và Bi nói rằng bố yên tâm đi, con không bao giờ hối hận vì đã lựa chọn con đường này. Và cho dù như thế nào đi chăng nữa, con sẽ luôn luôn cố gắng bằng mọi giá để con nuôi con ốc của con sữa khô lớn trưởng thành. Và thực sự rằng ấy, mình chỉ sợ rằng là mình không đủ sức khỏe, mình không đủ, gọi là mình không đủ cái gì thôi. Chứ còn nói thật chứ bây giờ này, mình có tay có chân, mình còn làm được, mình còn kiếm được, mình phải nuôi con mình. Và Bi sẵn sàng, Bi dành tất cả những gì Bi có để cho các con của Bi. Bi phải nuôi chúng nó bằng được khô lớn trưởng thành chứ. Mọi người công nhận không?
Và nhá, BB nói cho mọi người như thế này. Mọi người làm ơn đừng có hỏi rằng là ơ cái thằng đấy là ai. Bởi vì nói thật ấy là Bi không muốn con ốc nó bị tổn thương. Bởi vì với một cái thể loại như thế ấy, thì tốt nhất ấy là hãy đào một cái hố thật sâu và chôn chúng nó xuống. Để cho đỡ ảnh hưởng đến cái cuộc sống của mấy mẹ con của Bi. Chôn mẹ nó xuống. Chứ bây giờ đừng có hỏi là nhà thằng đấy là ai. Bi nghĩ rằng là đến một cái lúc nào đấy thì rồi cũng sẽ có luật nhân quả mà thôi, luật hoa quả mà thôi. Thế xong Bi lại kể tiếp cho mọi người. Thế là sau này thằng này nó mới lấy vợ. Thế mới tình cờ bất ngờ thế nào thì con vợ của nó lại là bạn của một cái người bạn của Bi. Thì bạn của Bi mới nói là ê có phải là ngày xưa bà có con với cả cái thằng này không? Thì Bi mới nói là đúng rồi. Thế thì bạn của Bi mới nói là bà ơi, tôi thương con bạn tôi quá, tại vì con bạn của tôi nó hiền lành lắm. Thế và nó bây giờ lấy thằng này mà thằng này như thế này thì không biết là sau này sẽ như thế nào. Thế bây giờ bà xem như thế nào? Bây giờ bà, ý là tôi nói thì sợ là nó lại bảo là tôi nhiều chuyện các thứ. Bây giờ bà giúp tôi, bà vào bà inbox cho nó. Bà thế nọ, bà thế kia. Thế là mẹ phải tôi cũng rảnh thật tôi, mà tôi cũng chả hiểu cái lúc đấy tôi nghĩ cái gì. Tôi inbox thật cho con vợ nó mọi người ạ. Tôi vào tôi inbox luôn chứ. Bạn à, chào bạn. Bạn có biết về sự hiện diện của một người con của anh ấy thế nọ thế kia không, xong gửi ảnh con mình xong. Mọi người biết như nào không? Con đấy nó block Bi luôn. Nó block con mẹ luôn. Ôi giời ơi, xong rồi mình eo ơi, sao cuộc đời tôi thề với cả mọi người, sao mà có những cái thể loại, những cái loại con người mà tại sao nó mót lấy chồng thế hả mọi người. Và Bi lúc đấy thì Bi mới thấy rằng là nói thật sự ra là sao có nhiều đứa mình phải dùng một cái từ là nó đáng khinh luôn. Là tại vì nó đáng khinh. Finca, bà này trước có phốt làm người thứ 3. Eo ơi, tao làm người thứ 13 luôn chứ không phải là tao làm người thứ 3 đâu con ạ. Mà đến giờ phút này là năm 2023 rồi mà bây giờ mày vẫn phốt mẹ tao rồi. Tao nói chuyện, tao nói bao nhiêu lần ở trên mạng rồi, tao giải thích, tao không phải tao giải thích mà tao đã chia sẻ biết bao nhiêu lần ở trên mạng rồi. Mà tao nói thật nhá, nếu mà có con phốt mẹ con có làm người thứ 3 như tao ấy thì thôi mày cũng cố mà làm người thứ 3 như tao. Có đứa nào làm người thứ 3 mà tử tế được như tao không? Cố lên, dáng lên. Bố nhà mày. Cấm. Cấm chưa? Phốt thì... Con bạn từng thân phốt là người thứ 3. Đó. Thế xong rồi. Xong rồi sau đấy thì... Sau đấy thì sau cái vụ đấy xong thì mình bảo ừ thì thôi, nếu mà thế thì thôi, tốt nhất là cho chúng nó mối yên mà đẹp mà sống với nhau đi. Và mình cũng đến giờ phút này mình vẫn ngồi mình bảo thôi, mình nói thật nhá, mình phải hoan hỉ là tại vì sao nếu như mà không có thằng đấy thì không bao giờ mình có chữa được. Mà tại sao ấy có những cái người mà mình yêu 5 năm, có những người mà mình yêu 2 năm mà tại sao ấy mà mình lại không có con với người ta, đúng không? Đến nỗi mà đến giờ phút này mà gặp người yêu cũ vẫn còn nói là sao số đen thế? Sao số đen thế hả Bi? Có phải đẻ với anh đời đỡ khổ không? Ê, phải đẻ với anh đời đỡ khổ không? Thế mình bảo mẹ tôi đẻ lâu rồi, hay bây giờ làm lại? Bi còn treo thế, mình bảo hay bây giờ làm lại nhẹ đi, chứ bây giờ làm đứa thứ ba, treo. Thế xong rồi cái cuộc sống của Bi, vì cả một lúc mình... Ôi dồi ôi. Mẹ ta đang muốn làm người thứ ba lắm luôn đây này, khổ lắm. Đã làm mẹ cả đến đời tới thứ 13, con giáp thứ 13, 14 luôn đây này. Úi dồi. Mọi người thấy chưa? Cái khúc ấy, cái khúc mà bây giờ mà ngồi mà đi mà đem cái lũ đấy mà ra mà bóc phốt ấy thì mọi người yên tâm là chúng nó sẽ còn dùng nick ảo nhiều để bắt đầu chúng nó xỉa xò cho tôi xích nhiều cơ. Chắc chắn là mình chỉ lúc mà mình vừa mới nói đến thôi ấy là chắc chắn chúng nó vào chúng nó xem rồi, dòng họ nhà đang ngồi nó xem rồi mọi người ạ. Nhưng mà thôi, cũng phải chửi một lần cho mà biết. Chửi một lần cho mà biết là tại vì sao? Vì là đến giờ phút này mình cũng nói thật là bây giờ bạn ốc bạn được 14 tuổi rồi. Bi cũng chưa bao giờ Bi 15 năm rồi, câu chuyện đấy của 15 năm rồi, và Bi cũng không bao giờ Bi nhòm xem là gia đình nhà nó như thế nào. Bởi vì thực ra là mình nghĩ rằng là khi mà mình đã tuyên bố rằng là từ nay trở đi với tao với mày là chấm dứt, không có liên quan, nào mày cũng đừng liên quan đến tao. Và quả thật nó cũng rất là giữ lời là nó cũng không đả động gì đến mẹ con mình cả, và nó cũng không liên quan gì đến cái cuộc sống của mẹ con của Bi. Thì cũng không có lý do gì mà để mà mình phải theo dõi gia đình nhà nó, mình cũng không đến mức xấu tính như thế. Và mình cũng chỉ thôi, mình cũng chúc phúc thôi. Mình chúc phúc cho gia đình dòng họ nhà nó luôn luôn được sống, hưởng được ánh hào quang của mười phương chư Phật ấy, mọi người ạ.
Mình cũng chỉ luôn luôn mong như thế thôi. Tại vì sao ấy, là mình cũng không mong cầu cho những người mà người ta đối xử tệ bạc, khốn nạn với mình ấy, mà người ta sẽ chịu một cái quả báo gì cả, luật nhân quả gì cả. Mong cho người ta được sống tốt, mọi người ạ. Thế mà ngày xưa ấy, kể chuyện con vợ đi chị, thì con vợ nó block chị rồi thì thôi, chứ biết làm nào. Con vợ đi chị thì thôi, nó block xong nó chung sống với nhau, nó cưới nhau rồi thì bây giờ chúng nó ở với nhau làm sao mà chị biết nó như thế nào. Bởi vì chị cũng không ghen, nói thật là chị không ghen, bởi vì chị cũng không có quá nhiều tình cảm đến mức để mà chị ghen. Và câu chuyện ở đây ấy, nó chỉ là cái câu chuyện là tại sao cái sự con người ấy, tức là giữa con người với nhau mà lại có thể đối xử với nhau như thế. Và những cái câu chuyện đáng lý ra, cho dù người lớn với nhau có như thế nào đi chăng nữa, người lớn cho dù có không nhìn nhận nhìn mặt nhau đi chăng nữa, thì cái đứa trẻ nó không có tội. Đáng lý ra là vẫn kiểu qua lại để làm sao để cho cái đứa bé đấy nó được tận hưởng tình cảm, đúng không? Nhưng mà nhà nó thì lại rất là chó chết ở cái chỗ lại bảo là đi thử ADN, nó khác gì nó sỉ nhục mình lần hai không? Mọi người công nhận không? Còn nhá, một khi mà Bi đã xác định Bi đưa con Bi ra gặp rồi, là Bi xác định rằng mày có thể cắt móng tay của con tao, hay mày có thể lấy được nước bọt của con tao, hay mày có thể lấy được ấy các thứ rồi, thì đừng, không cần phải nói câu đấy. Mày có thể dùng mẹ một cái cách hèn một tí cũng được, nhưng để chứng minh xem là cái việc đó có đúng hay không. Còn khi mà mày đã thở ra được cái câu mày bảo là bây giờ đi thử ADN, thì người ta chả ỉa vào mồm mà. Làm sao mà có cái chuyện mày, tao cho mày đi thử ADN, thế không khác gì mẹ tao lại bị sỉ nhục lần hai à? Mà trong khi đấy nhá, tôi đâu có nhu cầu là để nhìn nhận đâu. Tôi đâu có nhu cầu là để mẹ bây giờ là úi dồi ôi đấy, con này là cháu ông nọ bà kia. Tôi đâu có nhu cầu. Tôi không có nhu cầu. Để làm gì? Hay là bây giờ mỗi một tháng rót cho mấy mẹ con được 2 triệu, 3 triệu. Mẹ nói chung là không đủ tiền để uống trà sữa. Không đủ tiền uống trà sữa. Nói thẳng luôn. Mẹ con. Thế và bố của Bi ấy, tức là bố của Bi, đến mức mà bố của Bi nói rằng là, tức là, à xong sau đấy, xong sau đấy thì cái thằng anh rể nhà nó, tức là chồng con chị nhà nó, là luật sư, thì mới đến nhà Bi, và hôm đấy mới có lời với bố Bi và nói rằng là kiểu gia đình nhà bên đấy muốn sang nhà Bi để ngồi nói chuyện về cái việc là ấy, tại vì là sức ép dư luận lớn lắm. Không phải thì thôi, chứ mẹ phải thì quá sức ép luôn. Thế và nói chuyện với bố Bi là muốn để sang để thư gửi về cái trường hợp này. Thì bố Bi là cái người ấy nói như này, mày về mày nói với thằng bố con mẹ mày ấy là tao không có nhu cầu nhận. Bao giờ ấy mà nhà mày dắt 5 phân vàng từ nhà mày mà sang để đến nhà tao ấy thì mới nói chuyện với nhau, còn không thì cút ngay lập tức, tao không có nhu cầu nói chuyện. Bố Bi nói thẳng như thế luôn. Bởi vì thứ nhất là bố mình cũng quá thương con, quá yêu con, thương cháu, nó bây giờ bảo cái loại đấy thì lịch sự cái nỗi gì, mọi người hiểu không? Bố Bi là một cái người mà phải nói là thương con, thương cháu mẹ nhất, hành tinh nhất, giải ngân hà rồi, không có cái gì mà ấy hơn nữa rồi. Bố Bi đuổi cút nhá. Tao nghiêm cấm gia đình nhà chúng mày đến nhìn nhận con cháu nhà ta. Tao không có nhu cầu, bao giờ rát 5 phân vàng thì mới được phép bén mảng đến cửa nhà ta. Không được phép bén mảng cửa nhà ta. Là đến mức như vậy. Căng thẳng với nhau như vậy, cho nên là Bi nghĩ rằng là hôm rồi nghe hết câu chuyện thứ nhất. Quan trọng là giờ đó rồi thì thử ADN để làm cái gì. Đúng thật ấy. Bị ngồi bị nghĩ bụng, sao chúng nó nghĩ đơn giản đấy nhỉ. Cái khúc ấy mà mình khó nhất, cái khúc mà mình nhục nhã nhất rồi, cái khúc mấy rồi thì mẹ không nhận. Xong đến cái lúc đấy thì lại bảo là đi nhận. Eo ơi tôi nói thật là tôi, mẹ cũng thua luôn cái dòng họ đấy. Thế và xong sau đấy thì như thế này. Xong mẹ kể tiếp đến cái câu chuyện của cái thằng chồng cũ của Bi. Thế xong sau đấy thì khoảng tầm đến năm 2010, cuối năm 2010, thì lúc đấy con ốc nó còn rất là bé, thì Bi mới quen được với thằng bố thằng bố của con ốc. Là Bi quen là vì như thế này, nó có ba thằng bạn thân, tức là ba thằng thân với nhau. Thì đầu tiên ấy là Bi đang quen cái thằng bạn của cái thằng bố con ốc, đang quen thế, nhưng mà đang trong một cái quá trình tìm hiểu, chứ cũng chưa phải là có một cái tình yêu hay là cái gì, đang trong một quá trình tìm hiểu. Thì tại vì là giữa Bi với cả cái bạn đấy ấy, với cái anh đấy ấy, thì lại không có nhiều cái, nó không có được hợp nhau lắm. Bởi vì cái tính của anh đấy nó cũng rất là khép kín, cái tính của anh thế nọ kia, nhưng mà tính mình thì lại sôi nổi thế nọ thế kia. Thế thành ra là cũng chỉ đơn giản là kiểu bạn bè các thứ thôi. Và có một hôm đấy thì gia đình, có năm đấy là gia đình của nhà Bi mới ra ngoài Hà Nội để ăn Tết. Thì anh đó mới lại cũng gọi tôi ra cái hàng lẩu ấy, ở lẩu riêu cua bắp bò ở chỗ Nguyễn Du ấy. Thì gọi ra đó thì lại lúc đấy lại có cái thằng này ở đấy, có thằng bố con sữa ở đấy. Thế và công nhận cái quán, mẹ bây giờ mới ngồi mới nghĩ đến cái quán lẩu, đúng quán lẩu trời đánh mọi người. Mẹ nhiều nhân tài đấy quá. Thế là sau khi gặp ở đấy xong thì vào cái thời điểm bấy giờ là bố con sữa
là đang ở trong một cái cuộc hôn nhân với cả một cô tiếp viên. Và cái cuộc hôn nhân với cô tiếp viên đấy là nó đã trục trặc, và hai cái đồng chí này là đã trục trặc với nhau từ khoảng 2 năm rồi. Cũng có con, một đứa con chung với nhau, và đã trục trặc với nhau, xong đánh nhau, đấm nhau rồi đủ thứ, thằng này bỏ đi rồi con kia bỏ về, rồi là tách nhau ra mỗi đứa ở một nhà rồi. Chỉ có điều là chưa ly hôn thôi. Thì quả thật là lúc đấy mình cũng không biết được cái câu chuyện rằng là thằng này là nó vẫn đang gọi là đang hôn thú với cả cái con như vậy. Mình không biết. Thế và sau đấy thì sau khi mà gặp nhau xong ấy, thì thằng này nó lại cũng chiến thuật một cái là Bi đưa hai đồng chí đấy về, thì nó lại để quên cái túi ruốc ở trên xe của Bi. Nó chiến thuật nhá, chứ không phải là nói nhá. Thế và sau đó thì sau khi nó để quên túi ruốc xong ấy, thì đến ngày hôm sau thì cái anh bạn của Bi anh mới nói rằng là thằng bạn anh nó nói là nó để quên cái túi ruốc ở trên xe của em, thì anh cho nó số điện thoại của em, có gì em đưa lại túi ruốc cho nó nhé. Thì mình bảo vâng, ok anh cho đi. Và mình hoàn toàn mình không nghĩ gì cả. Mình cũng không nghĩ gì. Và lúc đó là rơi vào khoảng tầm tháng 12 năm 2010. Mình không nghĩ. Thế xong rồi là cuối cùng là đến cái Tết của cái năm đấy ấy, là tại vì Bi cũng đang ở Hà Nội không, thì nó mới cứ là hẹn là đây này lấy giúp như thế nọ thế kia, bắt đầu mới ngồi uống cà phê với nhau rồi các kiểu. Thế thành ra là mới có những cái cuộc nói chuyện, mới có những cái sự cọ sát với thế này thế khác, thì bắt đầu mới nói chuyện với nhau được khoảng tầm trong vòng một vài tháng, nói chuyện qua nói chuyện lại cảm thấy là mình đang thấy hợp chuyện. Thế và rồi khi mà bắt đầu kiểu quen nhau một cái thời gian rồi, quen nhau mấy tháng rồi, kiểu có cái đủ cái độ thân để bắt đầu cảm thấy thích rồi ấy, thì bắt đầu Bi mới hỏi là thế bây giờ cái tình trạng mối quan hệ của anh là như thế nào. Thì nó bảo là bây giờ là đấy, nó có một cái cuộc hôn nhân như thế. Thì Bi cũng nói rất là rõ ràng luôn. Bi bảo là bây giờ em nói với anh như thế này này, cái hoàn cảnh của em ấy, cho dù em là mẹ đơn thân đi chăng nữa, nhưng mà em không có nhu cầu làm người thứ ba, và em cũng không có nhu cầu tranh vợ cướp chồng của ai cả. Cho nên một khi nếu như anh muốn đến với em thì em yêu cầu anh phải giải quyết cho xong cái cuộc hôn nhân của anh phải giải quyết, anh phải ly hôn cho nó xong cái cuộc hôn nhân đấy, thì bắt đầu em với anh mới là nói chuyện, mới chúng ta mới bắt đầu nói chuyện tiếp. Thì quả thực rằng là khi mà Bi nói đến cái điều đấy thì nó bảo là em hãy cho anh thời gian, và trong vòng chỉ khoảng tầm một tháng thôi, chúng nó ly hôn với nhau rất là nhanh, tại vì chúng nó đã ly thân với nhau rồi, chứ không phải là chúng nó chưa trục trặc. Nếu mà chúng nó chưa trục trặc thì mẹ còn khước mọi người ạ, thì còn lâu. Thế và về xong thì chúng nó ly hôn. Chúng nó ly hôn với nhau xong thì như thế này. Thứ nhất là tức là lúc đấy thì cái con vợ cũ của thằng này này có một con chị làm tiếp viên trưởng của đoàn tiếp viên, mà con đấy vô cùng xấu tính. Và qua cái livestream này ấy, thì Bi cũng muốn nhắn gửi đến cái con đấy rằng là nếu như một ngày nào đấy ấy, mà nhỡ may mà có gặp thì chắc là Bi cũng phải vả vào mặt con đấy một phát. Bi chắc chắn luôn là tại vì con đấy là khởi nguồn của tất cả những cái câu chuyện, những cái khúc mắc trong cái cuộc đời này, tức là những cái câu chuyện liên quan đến thị phi trong cuộc đời của Bi ở trong đoàn tiếp viên, đó chính là từ mồm con đấy mà ra. Và từ chính cái mồm con đấy thì Bi mới kể tiếp là khi mà Bi quen với cả thằng này này, trong suốt cả một cái quá trình để mà mình chung sống với nó, mình lấy nó và mình trả nợ cho nó, bản thân của Bi đây là người vừa trả nợ cho nó và vừa hàng tháng gửi tiền cho con vợ cũ của nó. Và đấy là lý do tại sao đến giờ phút này mà Bi có ngồi Bi chửi thì thằng đấy cũng vẫn phải ngồi nghe. Và vẫn phải, Bi có chửi như chó thì vẫn phải ngồi nghe, là vì sao? Bởi vì mình đã sống rất đúng với cái lương tâm của mình. Bi đố nó dám mở mồm ra đấy. Bi là người gửi đấy, Bi gửi tiền. Nhưng một mặt con chị nó lại đi nói là ông bà biết cái gì chưa? Ôi rồi ôi, con này là nhảy vào cái cuộc hôn nhân của ấy mà. Mẹ thế nhảy là nhảy kiểu gì? Có phải mẹ nồi, có phải tao là gói mì đâu mà nhảy vào nồi nước sôi? Mà mày kêu tao nhảy cái kiểu gì? Là một. Và cái thứ hai là tao với thằng đấy công khai yêu nhau khi mà chúng nó đã có giấy quyết định ly hôn. Và khi Bi với thằng này đến với nhau là có hôn thú kết hôn đàng hoàng, giấy đăng ký kết hôn đàng hoàng, cưới xin đàng hoàng. Chứ không phải là mẹ cái gói mì đấy đi nhảy vào nồi lẩu, tổ sổ sư nó ngồi mẹ nó nói như kiểu là nó xà lơ ấy mọi người ạ. À. Đấy thế mẹ tự nhiên lại hôm nay lại cáu rồi. Thế và nó đi nó kể là ôi dồi ôi, nhà con này nghèo lắm, con này là chuyên ra là đi mồi chài trai, ui dồi chửa hoang đấy, rồi đẻ đấy, có bố đâu, gia đình nhà thằng kia có nhận đâu, chuyên ra đi mồi chài rồi kiếm tiền các thứ bằng trai. Mẹ nó đùa chứ cái cuộc đời của mình sao mẹ ta đều hiểu sao luôn, mà lúc nào cũng là cứ là đi mồi chài trai với cả đi cướp tiền của trai với cướp tiền của chúng nó. Em ơi mẹ tôi thật sự là tôi vãi hết cả đái ra luôn mọi người. Thế nhưng mà có một cái như này, gia đình nhà thằng này ấy, thì phải nói là cũng cũng là
cũng là thuộc một cái dạng mà gọi là tự tin thái quá. Bởi vì của đáng tội rằng là nhà nó ngày xưa cũng là một gia đình mà phải nói rằng là nhà có đến tận 3 người phi công, và mẹ nó cũng làm ở trong ngành hàng không, nên rất ảo tưởng sức mạnh. Bởi vì nghĩ rằng con mình nó làm một cái gì đó, nó làm một cái hiện tượng, một cái nhân vật mà rất là nhiều người phải thèm thuồng, phải thế này thế khác. Và khi mà con chị nó xong, con chị nó còn kể cái câu chuyện là từ ngày mà thằng này nó quen với Bi thì thằng này nó không chịu chu cấp cho con của nó nữa. Thế thì Bi nói thật với mọi người là Bi cũng quả thật là mình cũng không thể hiểu nổi là tại sao mà ông bà này lại ghét mình đến như thế. Tại vì nếu mà để mà nói là phụ nữ đàn bà với nhau ấy, một cái người mà đáng tuổi làm bà rồi thì người ta phải có một cái suy nghĩ nó chín chắn hơn, đúng không? Rồi có những cái lần mà khi mà Bi gọi điện cho bố mẹ nó và Bi nói rằng là ông bà ơi, bây giờ anh Quỳnh anh nợ rất là nhiều rồi. Chết mẹ rồi, nói tên à. Anh ấy nợ rất là nhiều rồi. Nói tên rồi. Anh ấy nợ rất là nhiều rồi. Con không thể trả nợ được nữa, cho nên bây giờ con xin phép là con trao trả anh ý cho gia đình ông bà. Thì Bi bị bố của thằng này, ông bố nó mất rồi, Bi bị bố nó chửi cho như một con chó. Cái đờ cờ mờ, thằng bố con mẹ mày là chó, thằng bố con mẹ mày thế nọ thế kia, chửi Bi. Bi nghe xong mà Bi nói thật sự là, tức là Bi đến mức mà Bi nói với thằng này là nếu như mà chắc người khác thì chắc tao không để yên cho để chửi bố mẹ tao đâu. Tức là đến mức như thế. Và đấy là lý do mà tại sao mà bố Bi phải nói là bố Bi phải dùng từ là căm thù luôn gia đình nhà nó. Bởi vì đường đường bây giờ cưới xin các thứ đàng hoàng hết rồi, và giấy đăng ký hôn thú đàng hoàng hết rồi, mà kể cả đến cái lúc ấy mà khi mà mình có chửa rồi, mình đăng ký kết hôn, mình cưới xin đàng hoàng, cái con chị của con kia vẫn luôn luôn đi nói là Bi đi giật chồng với cướp vợ của gia đình nhà nó. Mẹ đúng thật, cái số mình nó khổ thiệt đấy mọi người, khổ quá luôn. Lúc nào cũng như thế, mẹ lúc đéo nào cũng có một cái gì đấy để cướp. Thế xong rồi khi mà gia đình nhà nó mới chửi Bi như thế, thì bắt đầu là Bi mới bảo là tao nói thật rằng là từ giờ đến phút này trở đi rằng tao sẽ không bao giờ tao liên lạc với gia đình nhà mày nữa, tao sẽ coi gia đình nhà mày như chết rồi. Nhưng mà rồi cuối cùng mọi người biết sao không? Tôi vẫn cứ làm một cái đứa mà phải nói là tôi sinh ra trong một cái gia đình thuần túy mà mọi người, cho nên tôi vẫn cứ tôi một cái gì đó, bởi vì tôi nhìn trong cái ánh mắt của cái thằng chồng của tôi nó có một cái gì đó buồn rầu quá, cho nên là tôi vào một ngày đẹp trời tôi đã gọi điện cho mẹ nó. Tôi đã gọi điện cho mẹ nó và tôi mới nói rằng là bà, bởi vì hôm đấy là sắp sửa là thôi nôi, tức là sinh nhật lần thứ nhất của con sữa. Và đấy là lý do tại sao mà con lúc đấy thì bắt đầu mấy hai gia đình mới gặp nhau, và bắt đầu là chính thức là con sữa mới được ông bà nó bế lần đầu tiên. Mọi người hiểu không? Bi gọi điện cho bà ấy, Bi bảo như này: bà, dù gì đi chăng nữa, đừng có tấn công Facebook của nó. Mọi người ơi, thôi đừng tấn công Facebook của nó, để cho nó yên đi. Tấn công nó làm cái gì, Facebook nó không có gì đâu, đừng tấn công. Thì Bi mới nói là bà, ngày hôm nay, thứ nhất là cho dù bà có không nhìn nhận con như một người con dâu, thì con cũng nói luôn là con đến giờ phút này con cũng chưa từng bước chân vào nhà bà, cũng chưa từng được cử hành hôn lễ theo đúng nghi thức truyền thống của một gia đình Việt Nam, cũng chưa từng được đứng ở trước ban thờ nhà bà thắp những nén nhang cho ông bà tổ tiên. Nhưng về mặt pháp luật thì con với cả anh ý là vợ chồng hợp pháp, bởi vì chúng con lấy nhau có giấy đăng ký kết hôn, cũng không tranh vợ cướp chồng của ai cả. Là một. Cái thứ hai là con là mẹ của cháu nội của ông bà. Ngày hôm nay con muốn nói chuyện với ông bà một lần, mặc dù lần trước là ông có chửi bố con, chửi bố chửi mẹ con, nhưng mà con vẫn bỏ qua, con sẽ bỏ qua một lần. Và ngày hôm nay con muốn được nói chuyện với ông bà một lần để giải quyết tất cả mọi những khúc mắc của hai bên gia đình. Mọi người hôm nay live stream bao lâu rồi? Mọi người hôm nay live stream bao nhiêu lâu rồi? Mọi người ơi, có ngồi nghe tiếp không? Có ngồi nghe tiếp không? Live stream bao lâu rồi? Bao lâu rồi để BB xem nào. Livestream bao lâu rồi mọi người? Thấy hôm nay ngồi nói chuyện dài quá, các bạn ngồi nói chuyện tiếng xong rồi cùng bon mồm cái lại
lại không biết bao lâu rồi. Phần 1 bánh cuốn, phần 2 cả bánh cuốn hơn mọi người. Live stream bao lâu rồi nói cho Bi biết đi. Không để Bi còn ngồi Bi kể tiếp. Nào, lại kể nhá. Thế là Bi mới nói chuyện với bà ấy. Thì Bi mới nói với bà như thế này. Bi bảo là bà, cho dù bà có không công nhận đi chăng nữa, thì bây giờ con với bà vẫn là con vẫn là vợ của con trai của bà và vẫn là mẹ của cháu nội của bà. Và ngày hôm nay sẽ là một cái cuộc điện thoại duy nhất mà con gọi điện để con muốn hóa giải tất cả những cái câu chuyện liên quan đến phía của ba gia đình, tức là gia đình của cái con vợ cũ, gia đình của Bi và gia đình của nhà đấy. Thì bà mới nói như thế này, bà bảo là thực ra là không phải là tao không phải là tao cấm đoán gì đâu, nhưng mà tại vì tao muốn rằng là vì thằng bé là nó còn bé quá, cho nên là vẫn muốn rằng là bỏ nhau phải mấy năm sau thì bắt đầu mới cưới. Thì Bi mới nói, Bi bảo là bà, cái cuộc sống này nhiều khi ấy, không phải là mình muốn thì mọi thứ nó sẽ theo ý của mình là cái nhất. Cái thứ hai là gia đình của đồng chí đấy là đã lục cục với nhau hàng bao nhiêu năm trời rồi. Và cái việc mà ra tòa nó chỉ là cái điều sớm hay muộn thôi. Và sau khi mà ly hôn xong thì phải cả năm sau thì bắt đầu bọn con mới cưới nhau. Thì con nghĩ là không có cái gì để mà nói là sớm hay muộn cả. Mà đến giờ phút này ấy thì con nói thật là con đã làm rất là tròn cái trách nhiệm để gọi là làm vợ, làm mẹ. Và bà có biết là con đã trả nợ cho con bà bao nhiêu tiền rồi không? Và con bà đã phá như thế nào không? Và Bi ngồi Bi gửi cho bà ấy tất cả những cái email liên quan đến cái việc là các con kia nó đòi tiền một tháng phải gửi cho nó hàng bao nhiêu chục triệu, phải gửi những cái gì, nó liệt kê ra từng ly từng tí một rằng là thuê nhà bao nhiêu tiền, thuê giúp việc bao nhiêu tiền, ăn sữa chua bao nhiêu tiền, tiêm chủng bao nhiêu tiền, tiền học bao nhiêu, tiền điện bao nhiêu, tiền nước bao nhiêu, tiền nọ tiền kia. Tức là nó liệt kê ra một cái sang sớ rất là dài liên quan đến cái việc là tiêu tiền. Thế thì bà mới nói như thế này, bà bảo là chúng mày đến với nhau thì tao cũng chẳng nói gì đâu, nhưng mà chúng mày phải biết thương đấy thằng bé. Tại vì là chúng mày tức là vô trách nhiệm với thằng bé đấy. Thì Bi mới là cái người mà sao kê cho bà ấy, sao kê toàn bộ cái danh sách mà Bi đã gửi tiền cho con kia từ tài khoản của Bi này này. Bi sao kê cho bà ấy. Thì Bi gửi cho mẹ con nhà nó là 380 triệu, bởi vì Bi sống gần 4 năm trời không, thì tháng nào Bi cũng gửi. Bi gửi cho 380 triệu và Bi nói này, bà đây, con chỉ hỏi bà một câu thôi, bà có thấy có một cái con vợ nào ấy mà lấy về ấy mà vừa trả nợ cho thằng chồng mà lại còn vừa gửi tiền trợ cấp nuôi con cho con vợ cũ? Và bà có biết đến Tết ấy, cái người mà gửi 20 triệu vào tài khoản của mẹ con nhà nó là con này bà này, con bà bây giờ trên răng mà dưới bình xăng mất nắp, mọi người hình dung không? Thì lúc đấy ông bà mới bừng tỉnh ra là ôi dồi tôi chết mẹ rồi. Tức là con chị của con này là con mất dạy. Thì ông bố của nó mới gọi điện cho thẳng cho con đấy là con kia, tại sao mày mất dạy như thế? Tại sao mày phá hoại tan nát gia đình nhà tao? Khi mà con tao nó lấy em mày thì mày đã phá hoại cả hạnh phúc gia đình nhà nó. Bởi vì khi mà có, cho dù có lấy nhau ấy, thì lúc nào con chị nó cũng là cái con luôn luôn dạy là mày phải về nhà chồng, mày phải bòn rút cái này, mày phải thế kia, mày không được thế này, mày không thế kia. Lúc nào cũng là cái tư tưởng phải bòn rút, phải thế lọ, phải thế trai. Thế là cuối cùng chúng nó không sống được với nhau, chúng nó đánh nhau không biết bao nhiêu lần, và coi như chửi cả bố cả mẹ nhau. Và cuối cùng là chúng nó phải đến một cái kết cục ly hôn, đúng không? Và sau khi ly hôn thì đương nhiên là sẽ có một người khác đến, đúng không? Hốt cho nó mẹ bộ hốt cho nó bộ cốt đấy là Bi. Thế thì bắt đầu bố của thằng này mới chửi, tại sao mày khốn nạn thế? Chúng nhà gia đình chúng mày nhận được mẹ 380 triệu rồi mà chúng mày như thế à? Thế là con chị nó thản nhiên nó bảo chứ, thế thì mẹ ông bà tưởng 380 triệu nhà ông mà to à? Nó chửi thẳng mặt luôn. Thế là ông này ông cay quá, ông bảo thế chúng mày giả cho tao đi. Nó bảo nó đéo trả, nó dập máy. Ôi mọi người thấy không? Mọi người thấy không? Và bắt đầu từ cái khúc đấy là bắt đầu mới đến nhà Bi. Và ngày đầu tiên khi mà ông bà đến nhà Bi ấy, thì bắt đầu ông bà chỉ đứng há hốc thôi, con cho mẹ chai nước đi, mẹ khát lắm. Từ nãy giờ mẹ nói 2 tiếng đồng hồ mẹ chưa uống một ngụm nước nào cả. Thì khi mà đến ấy, thì bắt đầu lúc đấy mới thực sự phải nói đúng một cái từ là xấu hổ. Đá sữa. Thì phải nói một từ là xấu hổ. Con khoe với mọi người iPhone 23 Pro Max của con. Đây là iPhone 23 Pro Max mới nhất đời năm nay. Lại nhắc đến cái câu chuyện iPhone. Nhắc đến câu chuyện iPhone.
năm 2017 ấy, thì tía của con Sữa có gọi điện là: con à, sinh nhật năm nay bố hứa bố sẽ mua tặng cho con chiếc iPhone đời mới nhất, bởi vì sinh nhật là tháng 12. Kể tiếp, con kể đi. Xong rồi, bố nói là bố sẽ tặng con cái iPhone, xong đến ngày sinh nhật bố đi tay không. Xong cái là mọi người biết gì không? Mẹ con không tặng một cái cục gạch. Thế luôn, bố không tặng con một cái cục gạch luôn á. Đã ra từ sinh nhật mấy năm rồi á, thì bố mới tặng cho con đúng một chiếc dép. Đó, mọi người thấy chưa? Hứa tặng con một chiếc iPhone. Mà từ 2017 đến năm nay là mẹ 2023 rồi mọi người ạ. Sắp sang mẹ nó 2024 rồi, chưa có lấy nổi một cái dán cường lực iPhone, chứ đừng có nói là một cái iPhone. Không, một cái cục gạch còn chưa có ấy. Nokia cũng không có. Mấy người đấy ấp ảnh Phật à? 11 năm rồi mới có đúng một chiếc dép. Chắc 22 năm mới được hai món quà. Mọi người bảo là lúc đấy ấy, Bi nghĩ cái gì mà Bi ngưng gửi, mà Bi gửi ấy thì Bi mới lại nói luôn cho mọi người nghe như thế này. Thì cũng nhờ cái con bạn cũ của mình ấy mà mình mới có một cái câu chuyện rằng là như thế này. Cái thằng cầu thủ mà Bi đã từng quen cách đây mấy năm ấy, nó và con vợ nó cũng ly thân với nhau, và con vợ nó cũng đi theo trai không biết bao nhiêu lần rồi, và cả cái khu chung cư Vinhome đều biết. Mình thì mình không muốn đả động đến bọn đấy đâu, nhưng mà mình lại phải kể tiếp là chúng nó đã từng trục trặc với nhau từ rất là lâu rồi, và thằng này thì ở trong đoàn bóng, đội bóng, và con này thì ở nhà và cứ hú hí đi đâu thì không biết. Và đến khi ấy, mà khi Bi quen với thằng đấy và Bi biết rằng tình trạng quan hệ là vẫn còn là đang trong một mối quan hệ, thì Bi cũng nói y chang cho thằng chồng cũ của Bi. Bi bảo là tao không có nhu cầu tranh vợ cướp chồng với ai, cho nên chính vì lý do đấy mày phải giải quyết vấn đề ly hôn với vợ mày. Bi rất là đàng hoàng và sòng phẳng trong vấn đề đấy nhá. Khi mày không giải quyết vấn đề ly hôn của vợ mày thì đồng nghĩa việc là tao với mày giải tán. Và Bi với cả thằng đấy là đã quen nhau đến hàng mấy tháng trời rồi nhưng không có cái gì với nhau. Và Bi chờ đến khi mà nó và con vợ của nó nói chuyện với nhau xong về cái vấn đề đồng thuận ly hôn, chia tài sản các thứ như thế nào, thì lúc đấy bắt đầu là Bi mới chấp nhận là Bi sẽ gặp con của nó. Và ngày Bi gặp con của nó, Bi hỏi thằng đấy là: thế mày hỏi vợ mày chưa? Thì nó bảo là tao hỏi rồi. Thì mày bảo ok, tao không muốn những cái vấn đề phát sinh trong cái việc tranh vợ cướp chồng con giáp thứ 13. Bi nói như vậy. Thế nhưng mà mọi người biết không, cũng chính là cái con bạn cũ của Bi này kết hợp với cả đội báo chí, cái gì truyền thông, với kết hợp với cả mấy con vợ của mấy thằng cầu thủ ấy, đã đi ra tòa nộp đơn ly hôn rồi. Và chỉ còn có 2 ngày nữa thôi là có giấy quyết định ly hôn của tòa. Thì nghe theo lời tư vấn, rút lại đơn và bóc phốt là tôi bị giật chồng, tôi bị cướp chồng với tôi thế nọ thế kia. Nói thật, cái cuộc đời của mình đến giờ phút này ấy, mình mới ngồi mình mới nghĩ là tại sao đến giờ phút này ấy, tôi phải nói là tôi sợ vãi cả ra luôn, tôi không dám yêu nữa. Tại vì tôi thấy rằng cái lòng người nó đáng sợ quá mọi người ạ. Nhiều lúc ấy mình ngồi mình những tưởng rằng cái câu chuyện là mọi thứ nó xong rồi thì nó đã là xong, nhưng mà không phải là như thế. Và gì bóc giòn giã luôn. Rồi lần nào là bảo là bị Bi tranh của cướp tài sản. Mẹ mọi người thử nghĩ xem là tài sản tên vợ chồng mày, Ai là cái người nhảy vào để cướp được? Ai là cái người nhảy vào để cướp được cái khối tài sản đấy? Mẹ chúng mày mua cái đống tài sản còn đang thế chấp ngân hàng thì mẹ tao cướp cái kiểu gì? Nó bảo là cướp tài sản, rồi là lấy tiền để mua đồ, mua quà cho bồ nhí. Chắc là tao cần cái quà đấy quá. Chắc là tao cần quá. Chắc là xưa giờ cuộc đời của tao chưa bao giờ được dùng đồ hiệu, chưa bao giờ biết đến đồ hiệu là gì. Ôi rồi ôi chắc là cần quá. Eo ơi, bóc giòn giã mấy ngày trời thôi, mình cũng chỉ biết câm nín, không biết nói sao bây giờ. Bởi vì sao? Bởi vì mình cũng ngồi mình nghĩ bụng mình bảo mà nhá, như thế này. Cái câu chuyện khi mà mình quen thằng đấy ấy, thì đến giờ phút này mình mới thấm được ra một điều rằng là khi ấy, mà con người trở nên, khi mà con người trở Bi ấy, quá hiếu thắng. Bi quá hiếu thắng, mọi người hình dung không? Đáng lý ra Bi sẽ không yêu thằng đấy mấy năm đâu. Không bao giờ Bi yêu thằng cầu thủ đấy mấy năm, nhưng vì mình hiếu thắng, mình quá căm thù cái con mà đã từng làm bạn của mình, nó đứng đằng sau sân sau để cho chúng nó bóc phốt mình. Và mình để cho mẹ một cái con mà phải nói là mẹ Bi còn ngồi nói như này: tao thấy nó đâu có cùng đẳng cấp đâu,
mà suốt ngày cứ phải lên mạng để chửi nhau. Từ ngày mà mày yêu thằng này xong là tao thấy mày cũng mất hết cả giá trị con người mày luôn. Bởi vì cứ lên mạng là chửi nhau, xong nay cạnh khóe, mai cạnh khóe, xấu tính mọi người ạ. Và thực sự là Bi, tức là đến mức mà như này, đến khi mà chia tay nhau ấy, bố Bi còn gọi thằng đấy vào, bố Bi nói rằng con có biết là tại sao ấy mà bố không gặp bố mẹ của con không? Bởi vì bố biết rằng chuyện tình cảm của hai đứa sẽ không đi đến đâu. Bởi vì thực sự chúng mày, cái độ chênh lệch về mặt văn hóa chúng mày là quá lớn. Về mặt mặt khác nhau về, về quá nhiều mặt là quá lớn. Cho nên là bố mới không gặp bố mẹ con, để bởi vì bố không muốn những cái người lớn ấy trở thành một cái trò hề của một cái chuyện tình cảm của hai đứa, cho nên ông không có gặp. Và kết cục là gì? Sau 2 năm ăn ngủ với nhau, sau 2 năm chung sống ở trong gia đình nhà người ta, gọi bố mẹ người ta là bố mẹ, nhưng mà đến khi lúc bố Bi chết thì nhà của nó không được một lời hỏi thăm, chứ đừng nói đến một vòng hoa. Và mình mới thấm nhuần, mình mới hiểu ra cái câu chuyện rằng là con người ấy, có những cái loại người ấy, phải nói là chó nó ỉa luôn. Mọi người hình dung không? Lúc đấy mình mới thấm được rằng là à, không phải là mình kéo một cái con người mẹ mày từ đống bùn mình kéo lên. Từ lúc mày khó khăn nhất, từ cái lúc mà mày đốn mặt mày, mẹ mày rách nhất, là tao là cái người nhấc mày lên ra khỏi cái bụng bùn đấy. Rồi đến lúc ấy, rồi đến lúc ấy mà ra đi ấy mọi người ạ, cả bố Bi mất, cả một cái dòng họ nhà nó không được một lời hỏi thăm, không được một lời chia buồn, không được một cái vòng hoa, không một cái gì hết. Thì Bi phải nói là Bi tờm lợm và Bi buồn nôn. Và sau đó thì mình mới nói thật lòng với mọi người, mà những ai mà đã từng chứng kiến ấy, thì mọi người mới chứng kiến được là Bi chăm lo cho con nó thế nào, gia đình nó như thế nào, bản thân nó như thế nào. Con nó đi ra ngoài Bắc, mình vẫn là cái người hàng tháng đây. Mặc dù mình giữ đồng lương, nhưng đồng lương của nó được bao nhiêu? Đồng lương của mày được bao nhiêu? Mày chi tiêu được, mày chi tiêu bao nhiêu? Mày không có tao ấy, không có tao lo thì như thế nào? Đang từ một cái thằng mà nói thật với mọi người, mẹ bóng đá thì chỉ được vài năm thôi, bây giờ cũng chẳng già rồi, cũng chẳng, cũng không còn được ra sân nữa rồi. Mọi người giúp Bi còn lo cho đến như thế. Tại vì sao mọi người mới hỏi là tại sao phải đi lo cho thằng con của cái thằng chồng cũ, tại sao phải đi lo? Bởi vì bản chất con người mình là như vậy. Bây giờ mình nhìn thấy cái đứa con của mình ấy, bây giờ một tháng, con một năm con của mình nó tiêu đến 700-800 triệu tiền học. Mà trong khi ấy, một năm con người ta cũng chỉ tiêu hết có khoảng 100-150 triệu thôi. Mình ngồi mình nghĩ bụng ấy, coi như bây giờ nhá, thay bằng vì việc ấy, ta đi ta làm phước ở đây. Ta cứ làm phước ở cái chỗ thật này luôn này này. Ta đối xử tốt với tất cả những người mà đang ở bên cạnh mình đây này. Cái người mà đang đứng hiện diện trước mặt mình này này. Mình việc gì mình phải đi đâu xa? Mình việc gì mình phải đi đâu, đúng không? Mà mình cũng ngồi mình cũng nghĩ bụng là như này nhá. Mình cũng ngồi mình cũng nghĩ bụng là gì? Là bản thân của mình cũng đã quá nhiều những cái gọi là những cái khuyết rồi. Thì nếu như giả sử mà Bi, kể cả bây giờ cho lẫn đến về sau này, nếu Bi có gặp một người đàn ông nào đi chăng nữa, nếu người ta có con rồi hay như thế nào, con anh, con tôi, con chúng ta, thì Bi khẳng định với mọi người rằng Bi vẫn sẽ như thế, vẫn sẽ lo lắng cho con cái của tất cả các bên. Bởi vì con người, bản chất con người mình nó là như vậy. Chứ không phải là mình lo xong để được cái ai tuyên dương để giải quyết được vấn đề gì. Mình đâu có nhu cầu sống ảo đâu. Bao năm qua nó không bênh được chị một câu. Chị chỉ nói với em là chị không có nhu cầu được bênh. Bởi vì chị chỉ khẳng định với em ấy là đỉnh cao, tức là chị phải nói thật là chị đỉnh cao của cái sự khinh bỉ đó chính là chị chỉ biết im lặng thôi. Chị cũng không có nhu cầu để chị giải thích và cũng không bao giờ có nhu cầu để chị nhắc đến nữa. Bởi vì mỗi một lần nhắc đến ấy, chị có cảm giác chị lợm giọng buồn nôn. Chị nói thật, chị bị lợm giọng ấy. Và chị khẳng định lại một lần nữa rằng chị đến giờ phút này ấy, mà chị cũng không hiểu là tại sao chị có thể yêu được từng đấy năm. Chị ngu. Chị bị ngu ấy. Thật sự là chị bị ngu, có vậy thôi. Mọi người có hỏi như thế nào thì mình cũng chỉ biết là trả lời là tao bị ngu thôi. Và mọi người tưởng tượng là sau cái chia tay đấy xong ấy, mà sau khi bố mình mất xong, mình được nhìn, mình được chứng kiến tất cả những cái con người mà đã từng đi qua đời mình, đã từng là người yêu, đã từng là cái người đầu ấp tay gối với mình, người ta đối xử với gia đình mình ấy, thì bắt đầu thực sự là lúc đấy chị mới thực sự tỉnh táo, tỉnh ngộ ra, giác ngộ ra. Chị mới giác ngộ ra. Và đấy là lý do tại sao mà gần 3 năm nay rồi Bi không dám yêu ai nữa và Bi không có nhu cầu hẹn hò với ai.
Bi khẳng định lại luôn rằng là bây giờ ấy, thỉnh thoảng ấy, tôi vẫn đi, tôi gặp người yêu cũ, tôi vẫn gặp những người này người kia, nhưng mà chỉ đơn giản là giỡn hớt nói chuyện với nhau thôi, cứ là kiểu hay ngồi nói chuyện buôn chuyện với nhau về cuộc sống, chia sẻ thôi. Còn bây giờ mà bảo tôi yêu ai, tôi nói thật tôi sợ vãi đái luôn, tôi sợ lắm, tôi chắp tay tôi lạy luôn, tôi sợ lắm rồi. Bởi vì tôi hiểu rằng cho dù tôi có yêu một thằng cho đến 100 thằng nữa tôi vẫn sẽ ngu. Cho nên là thôi, tốt nhất là bây giờ sao? Thực sự mà nói rằng qua tất cả những cái biến cố thăng trầm đấy, hôm nay mọi người được nghe. Đến giờ phút này, tôi đang được ngồi đây ở trên nước Úc. Tôi đang được ngồi đây và tôi đang được gọi là được tận hưởng một cuộc sống vô cùng yên bình. Đừng có nhắc đến cái đừng có nhắc đến cái thằng cầu thủ đó nữa, bởi vì nhắc đến ấy nó sẽ có một lũ mà kền kền nó vào nó táp. Sợ lắm. Em ơi sợ lắm mọi người ạ, kinh khủng lắm. Cái gì đấy con? Nãy giờ con đang đeo cái bồm Bi này. Đang có cái... Mà con đi đã, con đang đeo cái bồm này mà con không biết. Con cứ đi tìm coi có cái bồm này ở đâu. Bi như thế này. Có em của Bi vừa mới bạn inbox vào ngồi kể với anh trai của Bi đi. Thì nhà Bi là có ba anh em. Bi có anh trai của Bi và có em gái của Bi. Và cái câu chuyện là bảo đổi điện thoại ấy, thì là anh của Bi tức là anh của Bi mỗi lần là có lần cho được 20 triệu hay có lần cho được 30 triệu. Tức là cách đây khoảng mấy năm ấy, như cho được 30 triệu. Có một lần năm ngoái là cho Bi được 20 triệu hay 15 triệu ấy, Bi không nhớ. Nhưng mà đại loại là cho một nửa cái iPhone, xong Bi tự bù tiền vào thôi, Bi tự bù tiền vào Bi mua. Đấy. Nội sữa đi chị. Con cũng muốn đấy. Muốn cái gì? Con bị dở hơi à? Con muốn hóng drama. lũ trẻ trâu vẫn đi bênh ấy, thì thực ra là thôi, cái chuyện mà nó bênh ai cái đấy nó không quan trọng mọi người ạ. Bởi vì thực ra mình đây này, tôi là người thật việc thật đây này, tôi cũng chẳng cái gì tôi phải giải thích. Ai yêu ai ghét không quan trọng. Bởi vì với một người người ta ghét mình ấy, thì cho dù như thế nào thì người ta vẫn phải luôn tìm đủ mọi cách để người ta hạ bệ mình. Và bây giờ ấy, lại bây giờ mọi người thử nghĩ xem, thằng này bây giờ lại quay lại chơi với cả cái đội mà cầu thủ cầu thiết đấy, mà con này lại coi con bạn cũ của mình là cũng trong đội cầu thủ đấy, lơ mơ chúng nó còn gặp nhau rồi ấy. Gặp nhau rồi và ngồi nói chuyện với nhau rồi ấy, thì mọi người nghĩ sao mà mình mẹ từ mồm chúng nó ra mà mình lại trở nên tốt đẹp được. Không bao giờ mình trở nên tốt đẹp được. Nhưng mà chỉ có điều rồi này. Mình không cần phải giải thích. Nhưng mình cũng không hổ thẹn với lương tâm của mình. Bi không hề sống hổ thẹn với lương tâm của Bi. Cho dù có như thế nào đi chăng nữa nhá, thì Bi cũng sẽ chống mắt lên xem những người tử tế ấy rồi sau này người ta sẽ như thế nào. Bi chống mắt lên đấy. Các bạn tử tế hết thì các bạn tử tế hết cả phần của người khác đi, rồi xem vào cuộc đời sẽ như thế nào. Còn nói thật ý, mọi người thử nghĩ xem là Bi biết trải qua biết bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu thăng trầm, bao nhiêu kiếp nạn rồi mà đến giờ phút này tôi vẫn được như thế này. Nhờ cái gì? Nhờ chúng mày á. Lấy đâu ra? Phước đấy mọi người ạ. Nhờ phước đấy mọi người. Mà phước thì từ đâu mà có? Chắc là từ sống khốn nạn đấy chúng mày à? Hay như nào? Đúng không? Đúng chưa? Nên là ấy. Đấy, nên là cái gì? Cháu cứ rủa người cứ đi. Cái chuyện ngày hôm nay ấy, người ta yêu mình, cái mai người ta ghét mình, đó là bình thường. Người ta bình thường. Cái quan trọng nhất ấy là mình sống thế nào để hàng đêm mỗi một khi mà mình bắt đầu mình đi ngủ ấy, mình sẽ có một giấc ngủ ngon. Cái quan trọng là như thế. Mình cũng chẳng phải ủ mưu. Mình cứ sống, tức là mình cứ sống hãy là chính mình này này. Ok? Còn mình kệ, thì bây giờ mọi người thử nghĩ xem là cái cả một cái xã hội người ta nguyền rủa cái nhà của cái thằng bố con ốc. Cả một cái xã hội người ta nguyền rủa cái thằng bố con sữa. Cả một cái xã hội nhiều, nếu những người người ta biết câu chuyện, người ta nguyền rủa cái con mà đã từng là bạn đấy. Và cả một cái xã hội, nếu mà những ai người ta biết ấy, người ta cũng chắc là những người người ta hiểu ấy, chắc người ta cũng phát mửa nhà cái thằng kia. Bốn con người thì mọi người nghĩ rằng là chắc chúng nó không có bạn, chúng nó không có đồng minh à. Thì đương nhiên nó phải ghét mình là đúng rồi. Bình thường thôi. Bình thường thôi. Mọi người ơi. Ôi giời ơi, thôi nhé. Hôm nay là một ngày cuối tuần. Và đã ngồi tâm sự với mọi người đến bây giờ cũng gần 2 tiếng đồng hồ rồi. Và Bi nghĩ rằng là vừa cái tất cả những cái câu chuyện chia sẻ của Bi ấy, nó vừa là một cái
nó vừa là một cái câu chuyện để cho mọi người cùng lắng nghe, cùng giải trí, là tại vì Bi cũng ngồi Bi tráng bánh cuốn cho mọi người. Và cũng là để những cái mà nó cũng là những cái mà những cái chi tiết, những cái tình tiết ở trong cuộc sống này có rất nhiều điều nó có thể xảy ra, và có rất nhiều những cái mà nó rất là hãm luôn. Và con và Bi cho đến giờ phút này ấy, thì Bi đã nói rồi, Bi không nói rằng bản thân của mình làm cái gì đó hay ho, bản thân của mình là thế lọ thế trai, Bi không nói. Bi cũng chỉ là một người phụ nữ như bao nhiêu người phụ nữ thôi. Tôi cũng không có nhu cầu của sự nổi tiếng, hay tôi không có nhu cầu gì cả. Tôi chỉ có một cái nhu cầu duy nhất, đó chính là được sống là chính mình thôi. Và được hàng ngày kiếm tiền và chăm lo cho con mình thôi, chứ mình cũng không có nhu cầu bon chen với ai cả. Chính vì vậy là tôi thực sự tôi rất là mong cầu rằng các anh các chị làm ơn sống hạnh phúc cho tôi nhờ. Đấy, chỉ mong rằng là các anh các chị hãy sống hạnh phúc cho tôi nhờ thôi. Hãy sống làm sao mà để được hưởng ánh hào quang của 10 phương chư Phật ấy. Ok. Còn lại tôi ấy, các anh các chị cứ kệ mẹ tôi đi. Đừng động vào tôi. Vậy thôi. Ok không? Ok không mọi người? Con Bi đã nói rồi. Cho dù ấy trong tay mày có 100 tỷ hay là 500 tỷ đi chăng nữa, quan trọng nhất là phải có đủ phước mới được hưởng. Chứ còn chưa chắc là đã có quá nhiều tiền mà đã là được hưởng đâu mọi người ạ. Mà còn khi mà còn một đống tiền mà lại hưởng ở cái tận chỗ nào ấy, thì còn nhục nữa cơ. Cho nên là cứ đừng có ngồi mà vỗ ngực. Con Bi thì Bi chỉ luôn luôn tâm niệm một điều là như này. Tất cả những con người mà mình đã từng gặp, tất cả những người mà đã từng đi qua cuộc đời của mình, dù như thế nào đi chăng nữa, người ta cũng đều mang lại cho mình những bài học vô cùng đắt giá. Và Bi luôn cảm ơn những con người đấy. Tại vì có những người ấy, nó làm cho mình chính thức là mình phải sáng mắt ra. Mình phải nhìn nhận lại cuộc đời này nó một cách rất là khác. Chứ còn trước kia mình nhìn nhận cuộc đời nó rất là đơn giản. Mình nghĩ rằng khi mình yêu một ai đó, khi mình thương một ai đó, mình sẽ rút ruột rút gan để mình dành tất cả mọi thứ cho cái người đó, lẫn những cái gì liên quan đến người đó, rồi người đó sẽ đáp lại cho mình. Nhưng mà thực ra không phải là như thế. Không có đâu mọi người ạ. Không, nhiều khi ấy, trong chuyện tình cảm ấy, nó chỉ là đường một chiều thôi, chứ nó không phải là đường hai chiều. Và mình cũng hoàn toàn vui vẻ và hoan hỷ ở cái góc độ rằng là nếu như một người nào đấy, người ta đến với mình và người ta mang lại cho mình những sự khốn nạn đấy, thì mình sẽ cảm ơn người ta. Bởi vì nhờ có người ta mà đến giờ phút này mình mới biết được giá trị của cái việc một giấc ngủ ngon là gì. Mình mới biết được đến cái việc giá trị của cái việc khi tôi ôm hai đứa con tôi để tôi đi sang Úc và tôi sống với hai đứa con của tôi là gì. Giá trị của cái việc là tôi bây giờ tôi đang có một cái tự do của cuộc đời của tôi. Tôi có tiền, tôi có tất cả mọi thứ mang là của riêng tôi là gì. Để làm sao bây giờ để cho chúng mày đỡ phải bóc phốt nữa. Hết mẹ phốt để bóc thôi. Bây giờ phải chờ xem còn kiếm thằng nào nó không đã thì mình mới có cái mà bóc, còn bây giờ là hết rồi đấy. Hôm suốt ngày con giáp thứ 13 này đau hết cả đầu, mệt. Ok. Mà làm ấy, làm tất cả mọi cái cách bẩn nhất mà đến giờ là tôi vẫn đang ngồi đây này này, cho nên là thực sự ra là mình vẫn luôn luôn làm cái gai ở trong mắt chúng nó. Nhưng mà dù gì đi chăng nữa thì mình vẫn luôn luôn phải sống trọn vẹn nhất có thể. Và Bi cũng nghĩ rằng là Bi cũng rất hy vọng rằng đến một ngày nào đấy mình sẽ gặp được cái người đàn ông mà người ta sẽ hiểu mình, người ta yêu thương mình và người ta đến, người ta làm đúng người, đúng thời điểm, người ta đến như thế. Thì mình cũng nói thật là cũng ngại lắm rồi, những cái câu chuyện mà kiểu như là đang hai anh chị đang bập bùng với nhau xong rồi chưa ly hôn nhau, xong vì tôi mà anh chị ly hôn với nhau, xong anh chị lại bảo là đấy là do tôi. Tôi sợ cái kiểu đấy lắm rồi mọi người ạ. Đời là bị hai phát rồi. Cho nên là sợ lắm rồi. Có mình thực sự là nhiều lúc nó là cái số chứ không phải là mình muốn như thế. Thấy bảo đi xin mấy lần cầm. Mọi người ơi, không phải ai cũng có cái phúc. Không phải ai cũng có cái phúc để mà được sinh ra trong một gia đình có điều kiện, một trong một cái gia đình đàng hoàng, có được bố mẹ yêu thương mình đâu. Cái này là mình cũng phải tu dữ lắm đấy. Bi nghĩ là kiếp trước Bi phải tu dữ lắm thì biết kiếp này Bi mới được làm con bố mẹ Bi đấy. Nên là tuy nhiên rằng là vì cái kiếp này ấy, là cha mẹ sinh con trời sinh tính. Bố mẹ mình thì rất là muốn mình nhu mì, hiền thục, nhẹ nhàng, dịu dàng. Nhưng mà khổ lắm cơ, mình lại không bao giờ mình được như thế. Nên bản thân của mình cũng rất hiểu cái ưu điểm và nhược điểm của mình. Cho nên là Bi nghĩ rằng là từ nay về sau thì sẽ chỉ là cái cuộc sống của ba mẹ con thôi. Còn đến
một cái lúc nào đó mà thực sự là nếu mà vào cái thời điểm này ấy, thì Bi nghĩ là Bi chưa sẵn sàng để quay một ai đó, yêu một ai đó đâu. Thế và có một đến một lúc nào đấy thì chắc là Bi nghĩ rằng sẽ ở đâu đó ở trên cái trái đất 7 tỷ người này thì sẽ phải có một cái người người ta thực sự yêu thương mình chứ, đúng không? Chứ làm gì có chuyện mà mấy tỷ người này là không có ai. Còn nếu mà mình không có ai thì mình chuyển qua mình yêu lét, mình yêu bê đê vậy thôi. Không, no cái gì mà no. Hôm nay là Bi đang trời ơi, chị đang ở Úc à? Em ơi, chị con ở Úc. Chào bác chị Mỹ. Ở Úc đến bây giờ là gần 1 năm rồi. Và bây giờ vẫn hỏi là chị đang ở Úc à, là chị rất là buồn nhé. Chị không xóa like đâu mọi người. Đúng rồi mọi người. Không, chị không có nhu cầu ấy, chị không có nhu cầu yêu đương. Bởi vì thực ra là em biết sao không? Chị rất là bận. Cái công việc của chị rất là bận, hàng ngày chị đưa đón con đi học xong ở nhà chị ngồi ở nhà. Chị sẽ phải check tin nhắn của mọi người xong rồi inbox các thứ tư vấn của mọi người và chị rất là bận. Và ngoài ra trong những thời gian rảnh ấy, là nào thì chị đi nấu cơm, nấu ăn cho các con của chị. Xong rồi chị lại đi siêu thị, đi nhà thuốc. Chị cứ đi lang thang khắp một nơi. Lúc không có con chị cứ đi lang thang, xong chị đi bê, đi vác ấy. Thế thành ra là cái cuộc sống của chị cảm thấy rằng là chị đang rất là hạnh phúc với cái cuộc sống như thế này khi mà không có người đàn ông. Và với cái số phận của mình ấy, tại vì là mình không phải là một cái đứa mà may mắn trong chuyện tình cảm, nên là bản thân chị cũng rất là sợ yêu rồi. Tại vì chị sợ lắm rồi. Nếu mà thực sự gặp được một cái người nào đấy mà tây, nó phải tây sạch tây sẽ cơ, chứ mà tây mà kinh kinh thì chị cũng vái cả nó luôn. Nên là mình cũng thôi, mình cũng kệ, mình cũng hoan hỉ, mình cứ sống với cuộc sống như thế này đi đã, mình tận hưởng cuộc sống như này đi đã, xong rồi có gì thì sau này tính sau nhé. Hát vài câu đi chị ơi, nhớ giọng hát quá kìa. Hát vài câu đi chị á, nhớ giọng hát quá, chị không hát đâu. Thôi được rồi, Bi xin kết thúc livestream này ở đây nhé mọi người ơi. Và rất là cảm ơn mọi người đã dành một buổi tối để cho Bi nghe Bi tâm sự chia sẻ nhá. Rồi tôi không biết rằng là đến ngày mai ngày mốt thì tôi còn cái gì để chia sẻ hay không. Tạm biệt, chào thân ái và Quyết Thắng nha. Bye bye, bye, bye.